Diu mang gel, thuốc dạ dày chữa y. Giảm nhanh cơn đau dạ dày. Kèo này mà khó nhận của anh em, thực ra thì anh em cứ có tấm lòng thì bọn em rất là cảm ơn rồi. Còn thắng hay thua thì thực ra là rất là cố gắng là thắng, mà quan trọng là thắng được hay không thôi. Còn thắng thì hôm nào chẳng muốn thắng, đặc biệt là thắng trước mấy ông Trung Quốc này nữa. Cảm giác thắng x0 nó sướng anh em. Quá này rồi. Hơi giật này. Sao đây? Mạng này lâu quá à? Đó, tháng này chỉ có mấy ông FPS âm thôi. Chả thế. Hai cái mốt thì toàn dương. Vâng, đây mặc bình luận cho anh Huy với lại Jonathan Teo. Từ đầu tháng đến giờ, từ cái đợt mà anh em vâng chim sẻ, chủ tịch chim sẻ bán Mạnh Hào, bán chi vậy sang team Vitamin Khôn Mết, từ hôm đấy trở đi tôi bình luận cho cặp đôi Tễu và anh Huy phải đâu 5 đến 6 hôm và thua cả tất cả các kèo. Ghê thật anh em ạ. 2-2, Tễu Huy cặp với nhau toàn mặc bình luận và toàn thua, không thắng hôm nào. Cày. Đây để em sửa quân, cảm ơn anh em đã nhắc nhở nhá. Em vừa sửa tất cả các quân ở trên bảng quân thành AC rồi. Đây là bầy hươu dành cho game Thagamot sẻ đâu rồi. Đây là màn hình máy chim sẻ trong cánh. Đây là màn hình máy của game chim sẻ ở trong trận thi đấu này. Ồ, bầy hươu đang đứng hơi khó để xử lý khi nó đứng sát với lại cánh rừng thông ở vị trí hướng từ nhà chính của chim sẻ ra giữa bản đồ. Thế nhà của chim sẻ đang có rừng đẹp. Cái vị trí đặt BS sẽ có rất nhiều những cái vị trí để cho chim sẻ có thể lựa chọn. Cánh rừng này ta sẽ không cần đặt BS ở đây. Thứ nhất là nó vừa nằm ở bên ngoài bị móc sớm, và thứ hai là cái vị trí đặt BS thì nó sẽ hơi trồi. Nhưng mà nếu mà đặt BS ở cái vị trí bằng phẳng kia thì lát nó đóng A đấy cũng là một cái hợp lý đến từ game từ chim sẻ của chúng ta, chứ không nhất thiết là phải đóng BS để đóng trong. Bao nhiêu đó khoảng 5 con, 4 con đang đẩy khỏi mép ở trên sườn dốc về với nhà chính của mình. Bài đang hơi thiếu đồ, tạm thời mới thấy đúng một bầy hươu thôi. Ở phía trong về hướng 9 giờ liệu có đồ hay không? Ok, như vậy là bầy hươu đã về với nhà chính của chim sẻ rồi. Đóng nghe chưa? Đóng nghe. Bài này cảm giác không có nhiều đồ nhá. Không có nhiều đồ. Không phải chủ tịch đầu tư cho anh em cái lắp hai chuột vào hai máy luôn. Giống như Pegasus đấy. À. Gì nhỉ? Patacus đấy. Bài chim sẻ đang hơi danh sách anh em mà thôi, chứ anh em chuyển màn hình nhá, chuyển sang game thủ 98 xem nào, xem bài vở như nào. Có voi về nhà chính. Cũng cảm giác lại cũng xếu đầu đỏ nốt. À, có quả phụ rồi. Như vậy là một con voi, một bầy hươu, khả năng là min. Một bầy hươu min 4, thêm bầy hươu nữa. Hươu này là hươu hươu 6 này. Hươu 7, chính xác là hươu 7. 6 con hươu đang được đứng sát vào cánh rừng. Một con hươu đã về với nhà chính. Tổng là 7 con hươu. Liệu chiến thuật trận đấu này đề ra sẽ là như thế nào, đánh tại nhà hay đi dâng? Chim sẻ thì được cái thế nhà thì ổn, nhưng mà bài vở thì thiếu đồ ăn. Kích 8-16 giây, cho là 8-15 đi. 8-15 dành cho Zidane của game thủ 98. Như vậy là 10-15, đây sẽ là bài 14x. Đó là về mặt thời gian nhé. Còn có ép được hay không thì phải phụ thuộc vào cái cách cơ cấu và lượng lực của chúng ta. Thời gian thì sẽ tầm khoảng 14x. Còn nếu như lỗi gì đó, thịt không dồn đều hoặc là lỗi gỗ thì chưa chắc đã kích được như vậy. Hai cặp mốt bên này thì đang có được một voi về nhà chính. Đây sẽ là ép tiếp theo. Nhìn vào đứa con thì tôi thấy là hai vị trí ăn đồ thêm. Có lẽ là sẽ có một hướng phía 6 giờ kia và cái hướng check lên nhà đồng đội chim sẻ kia là sẽ là hai vị trí ăn đồ. S ăn gỗ là S thứ hai rồi.
27 dân. Vâng, dâng dâng lên cánh của mình. 98 đánh cũng dâng. Vâng, như vậy là chiến thuật đưa ra đó là cả hai cánh đều dâng. Không biết là 98 cũng cánh với ai. Bên kia mà 4 lên đời rất sớm trong tay của vô địch Hầu. 4 lên đời rất sớm và có vẻ như mà 1 cũng đã lên đời rồi. 14, 15 giây. Kích lại đời kìa, 98 kìa. Rồi. 10, 50. Vâng, đội bạn mang dân ra đập mình. Không biết là vô tình hay là cố tình. Thì là cố tình thì phải. Vì cả hai dân đều mất máu. Có lẽ là trong một bóng nhà chính của họ. Không biết luôn. Lại để chịu. Thực ra cái móng nhà chính này nó không rõ ràng, cho nên là màn hình nhà chính thì đúng hơn, thì nó không rõ ràng lắm, cho nên là chúng ta rất khó để mà phân xử. Cả hai cánh đều dâng. Cả hai cánh đều dâng. Vâng, chim sẻ đánh tại nhà. Ở trong này chim sẻ tìm thấy một bãi quả và một bầy hươu rồi. Có lẽ là sẽ trở lại màn hình máy của game 98 để mà xem 98 thi đấu ở trong trận đấu này. 98 là người lên đời với lại một trận đấu kích tầm khoảng 14-45. Vâng, như vậy là mẫu 4 là người đầu cánh bên phía của game thủ 98. Chúng ta đóng 4 nhà BA. Mẫu 7 ra cứu nhà của game thủ mẫu 4 luôn này. Vô địch Hầu là người đầu cánh. Sang Long là người trong cánh và đang có một sự phối hợp rất sớm đến từ vô địch Hầu và game thủ Sang Long. Cánh bên này thì game thủ 2K1 là người cùng cánh với lại mẫu 1. Đó là game thủ Tiễn Như Vũ và vào luôn nhà mẫu 4. 2K1 tạt sang nhà mẫu 4 luôn. Và đang nhìn thấy giờ mẫu 4 đang chạy này. Ba nhà với đội bạn khá gần nhau, mẫu 7 nằm trong trong 3 giờ ấy. 7 trong 3 giờ. Nhà đội bạn đang rất gần nhau và game thủ 2K1 đang bắn được khá nhiều dân của game thủ vô địch Hầu rồi. Nhưng bây giờ thì nhà BA của game thủ 2K1 đang bị công. Nhà BA của game thủ 2K1 đang bị công anh em ạ. Đây là màn hình máy của chim sẻ, chim sẻ đã mang cùng tới trước mặt nhà mẫu 7 rồi. Timeline là 50 dành cho game thủ chim sẻ. Vâng, thấy cùng mẫu 4 đang đi lỗi cùng. Đang bắn được mặt nhà BA của mẫu 7 game của Sơn Long. Bên này thì game thủ 2K1 đang báo về là bắn được ruộng của Sơn Long rồi, bắn cả dân gỗ kìa. Sau đấy thì quay trở lại để phối hợp cùng với đồng đội chim sẻ để chơi cung của game thủ Sơn Long. Nào, bắn cung của Sơn Long nào. Chim sẻ cũng đang dồn cung lên là rất đều tay. Và hãy để ý một tấn cung ở phía trên. Hãy để ý tấn cung ở phía trên. Sơn Long chết khá nhiều dân rồi. Thể loại cung RC khác hẳn với thể loại cung RC. Nếu như AC mà chết nhiều dân sẽ là một cái chất quân bị ảnh hưởng cực nhiều. Ai nhỉ? Long vừa về. 98 bên này tham lai là 45. Mẫu 1 đang tiếp tục hỗ trợ cho game thủ Sang Long. Một tình huống mà game thủ Tiễn Như Vũ đã có mặt rất là kịp thời khi mà đang bị cả ba nhà chúng ta quay. Chim sẻ có mặt ở vị trí nhà của Sang Long là rất sớm. Và với thế nhà bạn rất gần nhau thì game thủ Tiễn Như Vũ và game thủ Sang Long cũng như là game thủ Vô Địch Hầu đang hỗ trợ thủ nhà là cực kỳ tốt. Chúng ta là thế nhà là hai nhà dâng, hai nhà đầu cánh dâng, cho nên là càng đánh càng bất lợi. 2K1 đang có tham 24, bị mẫu 4 lại tạt sang bên này. Và chúng ta có thể nhìn thấy rằng cách đánh cực kỳ là dị đến từ cả hai bên. Ở mẫu 4 cánh bên kia mà lại tạt sang nhà của game thủ 2K1.
có lẽ là vào nhà chim sẻ xong không bán được chim sẻ chúng ta sang nhà 21. Chim sẻ bên này thì đang bắt đầu không, như vậy là màu 4 lại đi dâng a treo. Vâng, màu 4 lại là người đi dâng a. Thảo nào nãy giờ bắn vào nhà của game thủ màu 6 game 21 là rất sớm. Bây giờ chúng ta mới nhìn thấy nhà BA của màu 4 game thủ vô địch hầu. Hóa ra là đi dâng chéo sang bên này. Thảo này sắp xỉ 80 dành cho chim sẻ. AC thì sẽ không có đầu máu và để ăn vàng chỉ để lên bản đồ mà thôi. 98 tham lai là 35. Có vẻ như màu 4 đang vật vờ ở đâu đó gần đây thì phải. 98 đang muốn đi tìm nhà màu 4. Chim sẻ đang thấy cung của game thủ nhất nhà vũ có thể vẩy được e. Bắt tơn cung này được là tươi đây này. Bắt được tơn này là tươi này. Được không? Vẫn hở kìa. Không được. Như vậy là bạn vẫn chạy được trong tình huống vừa rồi. Chúng ta không vẩy được để bắt được toàn bộ lượng cung giờ của game thủ Thiên Nhật Vũ trong tình huống cố tình vẩy em vừa rồi. Hơi tiếc. Tạm lại sắp xỉ là 90 và tiếp tục giao tranh cùng với game thủ Thiên Nhật Vũ. Đây là mặt nhà BA của Vũ. Tôi nghĩ rằng màu 7 sẽ ra đây để hỗ trợ luôn cho Vũ. Nhìn ngay mà. Thế nhà họ gần. Cái việc đi cung ra, di chuyển cung ra hỗ trợ phối hợp với nhau để đỡ nhà là rất dễ. Với một thế nhà siêu gần như vậy, màu 7 đang mang hết cung ra bên này để hỗ trợ cho game thủ Thiên Nhật Vũ rồi. 98 giờ này có móc được tiếp hay không? Đang bắt nốt màu 4 đã. Chúng ta đang bắt nốt cung R màu 4 ở nhà của mình đã. 21 thì tham lai cũng chỉ là 25 thôi. Chim sẻ đang tiếp tục giao tranh cùng với lại cặp đôi Thiên Nhật Vũ và game thủ Sang Long. Đội bạn vẫn đang còn nhà Sang Long khỏe nguyên, không mất cái gì. À, tôi xin lỗi, đang hồi lại, chính xác là hồi lại. Bảo là không mất cái gì là sai vì nãy giờ là bị chúng ta bắn một lượt cũng phải tầm khoảng trên dưới 10 dân rồi. Màu 1 mới là người khỏe. Màu 1 mới là người khỏe. Chúng ta chưa công được vào nhà của game thủ Thiên Nhật Vũ. Mặc dù Vũ là người trong gánh. Lúc đầu thì chúng ta game thủ 2K1 là thốc thẳng sang bên phía cánh bên kia luôn. Bỏ qua màu 1, công sang nhà của game thủ vô địch hậu. Cho đây là màu 1 đang khỏe nguyên, không mất gì. 98 tham lai 50. Đụng được một dãy XP của game thủ Xe Lọc. Và có vào để bắn hay không? Giật ra luôn, không dám vào. Nhìn thấy một bãi gỗ mới nở của game thủ 7 ở phía ngoài. Chim sẻ tiếp tục giao tranh cùng với lại game thủ Tiễn Nhiệm Vũ. Bị vẩy hè. Rất đông cung R của Vũ đang dồn lên. Có vẻ như bên kia cáu rồi. Thể loại xe có thua 4-0, có vẻ bên kia cáu rồi. Giao tranh mặt nhà BA, bên phía bạn sẽ kéo cung về để bắt tương quân này của chim sẻ. Rồi, hit đèn dân. Tốt. Ở nhà vẫn đang sóc được quân, được dân. Tên này cung R màu 1 đi đâu hết nhở? Vâng, tên này không thấy nhiều cung R của game thủ màu 1 Tiến Như Vũ này. Cẩn thận bị vẩy E, đội bạn đang kéo về. Vâng, chính xác là lượng cung R chỉ chủ đạo của game thủ Tiến Như Vũ vừa kéo về. Chim sẻ vẫn đang sóc rất đều và tăng thêm nhà BA thứ 7. 98 bên này thì đang giao tranh cùng với lại màu 4 và móc ở trong nhà của màu 7. Họ bắt đầu ăn vàng rồi đấy. Sang Long đã bắt đầu chủ động ăn vàng rồi ở phút thứ 25-27 trong game. Sang Long đang vẩy hè. Tham của game thủ 98 tụt xuống còn 2x thôi. Sẻ bên này tham lai là hơn 100. Bên phía bạn thì còn hai nhà khỏe, đó là màu 7 và màu 1. Thiên Nhật Vũ đang sóc với 7 nhà BA thì phải. Chúng ta có thể nhìn thấy lượng nhà BA của Thiên Nhật Vũ là 7 nhà BA. Bắt đầu chủ động mặt vàng lên, cũng phải đào vàng luôn. Tiếp tục lao vào, màu 7 đang sạc. Và khi mà 98 không móc nữa thì màu 7 sẽ rảnh tay để hỗ trợ để có thể thủ nhà trước game thủ chim sẻ nặng. Phải ăn vàng đuổi thôi, bên kia Long đã bắt đầu ăn vàng rồi. Chúng ta chỉ có một nhà to, đó là chim sẻ thôi. Bên kia là cả Long và cả Vũ đều ổn. Như vậy là không thể giành chiến thắng 8-0 ở trong buổi tối ngày hôm nay. Khi mà đội bạn đã có một trận thắng đầu tiên ở trong buổi tối hôm nay ở trong thể loại AC rồi. Tỷ số là 1-0-1 ở trong thể loại AC. Chiến thắng đầu tiên trong buổi tối hôm nay của đội bạn ở trong kèo đấu này. Nhà đội bạn rất gần nhau và cái việc thủ nhà cho nhau là tương đối là dễ dàng.
Vâng, tỷ số là 0-1 nha anh em. Chúng ta sẽ đến với trận đấu thứ hai ngay sau đây. Chạy nào, chạy đi. Team chuẩn chưa? Team chuẩn chưa? Anh em nào edit lại một lượt đi xem cho nó chuẩn đi. Rồi xúc trận đấu thứ hai thôi. Chim sẻ trong cánh tiếp tục là một thế nhà trong cánh, cỗ đầu đẹp rồi, nền đất rất đẹp dành cho game thủ chim sẻ ở trong trận thi đấu thứ hai của thể loại AC này. Cỗ đầu đẹp, nền đất xanh, rừng thông có rồi, thế nhà hơi chênh vênh một chút, hơi trồi một chút, rừng già dành cho chim sẻ. Quả có phải là gần vàng không hay là quả ở đâu? Quả đâu? À, chết dở rồi. Một map đấu mà chim sẻ sẽ bị chậm dần rưỡi. Chắc chắn dần rưỡi luôn. Hay là tôi xin phép anh em chuyển máy nhỉ. Rồi, thấy quả được chuyển máy rồi. Chậm dần là cái chắc luôn. Vâng, quả thì xa nhưng mà được cái là bù lại đó là gỗ đầu gần và voi hiêu đã có cả rồi. Bên này thì màu 3 game thủ 98 cũng đã có một map đấu gỗ đầu đẹp. Cũng đã có voi và quả thì cũng hơi xa. Như vậy là quả hơi xa. Em chào bác đi về đâu nhá. Vâng, 7-1 tặng bệnh viện 5 lít. Ok anh, vẫn là đang là một sự động viên rất lớn đến từ anh em khán giả. 8-1 chứ anh, hay là 7-1? 8-1 chứ. Check 98 thế thôi, xem Hagamot một chút. Hiu 6 về nhà chính của game thủ Hagamot. Ông này thì lại quả đầu gần, hiu về sớm lại bù lại để gỗ đầu lại xa. À, con này thì cũng sang mấy đâu. À, có voi đi rồi. Vâng, có voi khá gần với nhà chính đây rồi. Được cái lọ thì mất cái chai. Sáu con hiêu về nhà chính. Giờ này Sidan hy vọng rằng sẽ có được 120 gỗ thật nhanh để có thể ép được BS ăn gỗ thềm đầu. Có quả phụ dành cho game thủ 21. Bài coi như là đã đủ. Vâng, sẽ vẫn cố gắng đi dò thêm một chút để xem cái thế nhà như thế nào. Vẫn chưa thấy cánh rừng đẹp nào đâu đó ở gần nhà của mình. Có vẻ như S đầu sẽ đóng tại cánh rừng thông hướng vào trong 3 giờ. Lùa đốt hiêu về, ép gỗ và sau đó thì sẽ đóng S đầu ở trong 3 giờ. Một bộ bài có quả phụ, có hiêu về nhà chính 6 con, cộng với lại 2 voi. Vâng, gỗ đầu rất xa. Xem sẻ một chút nào, sẻ bên này thì bộ bài của chim sẻ thì cũng đầu đã thấy hiêu rất là sớm. Cộng với lại voi, hơi tiếc là sẽ chậm dân. Và chim sẻ tôi đang thấy là chậm 2 dân so với lại 21 này. Gần 2 dân. Chín tám là bằng dân sẻ à? 98 là bằng dân không sẻ đi chứ. À, chết một dân, nhưng mà là 98 chết dân. Thảo nào, tôi đang soi liên tục, thấy là 98 là bằng dân sẻ, hóa ra là chết dân. Sao đây, sao đây, sao đây, sao đây? Sao đây? À, đây đít. À, thử đít đi cũng được. Vâng, như vậy là chim sẻ lại chết dần. Thôi, khả năng em xin phép em không xem sẻ nữa. Chúng ta sẽ lắc màn hình máy sang ông 2G1 đi. 2G1 đã bắt đầu đi ăn quả phụ ở phía dưới 5 cây. Bài 2G1 bên này thì là bộ bài có vẻ như sẽ an phận thủ thường với lại hai voi, một bầy hươu và một bãi quả. Sẽ không đi tìm đồ thêm khi mà đã đủ rồi. Thêm một cái BS nữa. Ở trong 3 giờ này ăn gỗ là khá là kín và khung đấy. Ba cánh rừng đẹp ở trong 3 giờ luôn. Chim sẻ báo về là màu 4 ở trong vị trí 8 giờ.
tầm khoảng 8 giờ. Và chim sẻ thì tôi nghĩ rằng, và cũng đã nghe thấy chim sẻ trao đổi là sẽ là người đi dâng Nga. Đầu cánh của chim sẻ là game thủ 98, là người cùng cánh với màu 4. Không biết là màu 4 nằm ở đâu nhỉ, hình như là 8 giờ đấy. Chưa rõ ràng lắm nhưng tôi nghĩ là 8 giờ. Chim sẻ đang câu cá sư tử về đây ăn. Đói kém. Và bần cùng sinh đạo tặc anh em ạ. Ăn cả sư tử. Dâng vừa vừa thôi, nó vang đập cho bây giờ. Đây có bãi quả này, hay thế, lực đây rồi. Vâng, đóng BA, kích 11 dành cho chim sẻ, kích cuối 10. Bên này đã kích đời dành cho 2K1 rồi. Đầu cánh đang ra ruộng. Sẻ kích cuối 10. Ở như vậy là 10, 11 tròn. Bãi quả là 5 cây. Dâng Nga gặp ngay bãi quả bú luôn. Bãi gỗ này đang hơi nhiều dân ăn. Mang dân lên để ăn quả phía trên rồi, hơi xa đấy. Cuộc hành trình hơi gian nan. 2K1 là người lên sớm gần như là nhất map ở trận đấu này của chúng ta. 98 lúc đầu cũng chết dân cho nên là cũng kích đời ở mức độ là bình thường thôi. 10-40. Màu 4 bên kia lên đời sớm. Vâng, màu 4 lên sớm và lên ngang với 2K1 ở đời 2. 2K1 đang cố gắng đóng nhà BA và đã có một huống kích bánh xe rồi. Như vậy là 2K1 lên sớm hơn so với 98 một tí thôi. Tầm khoảng 10-15 giây thôi, không nhiều. Cái gì đấy, kèo này tổng hai thể loại mà tỷ số thắng là 8-4, tặng bình luận viên 5 củ, game thủ 5 củ, vãi trưởng thắng được 8-4, em tặng lại bác 10 củ. Được chưa ạ? Thắng lại thắng 8-4 trong khi thể loại đầu mình lại thắng 4-0 rồi, cay thật. Nếu mà chúng ta mà thắng với tỷ số 8-4 em xin phép tặng bác lại 10 củ. Bốn nhà BA đầu cánh dành cho 2K1 thôi, đánh tại nhà. 98 bên này. À, 98 bắt được bãi quả này. Vâng, 98 vẫn đang ăn nốt voi ở phía trong. Đóng BA, vị trí đóng Nga lại có bãi quả. BA đóng cũng gọi là BA cao luôn. Chia sẻ bên này thì là người đi dâng Nga rồi nhưng mà kích đời là chưa, không phải là sớm cho nên là thôi. Xem 2K1 và xem game từ 98 thử đầu. 98 đã bắt đầu có cung R. Và di chuyển. Cung R bắt đầu di chuyển. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem mẫu 7, 5 BA đó là sẽ lòng. Có vẻ như chưa có cung đầu, bắt đầu có cung rồi. Vâng, 7 đầu cánh, sẽ lao đầu cánh. Vâng, 4 dâng Nga và dâng vào nhà của game thủ 2K1. Vâng, đang phải kéo cung đầu về để thủ, tơn cung đầu này của game thủ Vô Địch Hầu. Và có lẽ rằng Sao Long sẽ dồn lên luôn, 2 tơn rồi. 2 tơn 5 con hay à, 2 tơn 8 con hay là 2 tơn 10 con. Xem Long lên luôn. Tôi nghĩ rằng game thủ 2K1 sẽ đi rất nhanh đấy. Sẽ đi rất nhanh luôn. Cánh bên này thì 98 và chim sẻ sau rồi. Chim sẻ đang giao tranh cùng với lại cung R của Tiến Thiên Vũ mặt nhà BA và bắt toàn bộ lượng cung R của game thủ Tiến Thiên Vũ. Lag kìa. Sao lag thế nhờ? 98 đang bắt đầu đẩy cung lên trên. Chim sẻ đang dí vào trong nhà của game thủ Tiến Thiên Vũ. Vô Địch Hầu đang bị lag. Một tình huống mà Vô Địch Hầu đang bị lag, bỏ qua một 4 luôn à. Gặp một kia sẻ ơi. Đá kín. Mặt BB đã kín. BBBE đã kín. Nhưng đây là cung rời Sidian. Cố gắng hit. Bên phía bạn thì 1-1 đang kéo quân lên. 98 có mặt ở đấy không? 98 có mặt ở đấy không? Không, 98 hơi xa tình huống giao tranh này. Và 98 không hỗ trợ được gì cả. Chim sẻ bắt hết tân quân này. Đau chứ. Vâng, bị xích 7 con cung R luôn. Dân đang đứng chơi khi vướng rừng. Có lẽ là không câu được vào nhà Tiến Thiên Vũ nữa, quay trở lại để chơi nhà màu 4. Màu 4 cánh bên này và dâng chéo cánh bên kia. Một bãi gỗ to của game thủ Vô Địch Hầu. Chúng ta đang phải e. Hay quá, tiếp tục bắn đi, tập trung bắn từng con một. Màu 1 đang tạt sang để hỗ trợ cho Vô Địch Hầu. Tiếp tục vẩy. Nhưng rồi những chiếc nhà về vẩy siêu nhanh thì chim sẻ. Có 3 tới kìa, bắn dân kìa, 98 ơi. Vâng, bắn dân, bắt được toàn bộ lượng dân của game thủ Vô Địch Hầu ở trong bãi gỗ. Phối hợp cùng với lại đồng đội của mình để đẩy tiếp tục vào nhà của game thủ Tiến Thiên Vũ. Gặp cung của Vũ kìa. 98 chơi kìa. Vâng, chơi. Phải e vào. Phía sau nó có một tên cung đang dồn thêm. Tham lai là 70 dành cho game thủ 98. Tiếp tục giao tranh cùng với lại game thủ Tiến Thiên Vũ. Đây là một vị trí đấu quân mà chúng ta có thể khai thác được. Để bạn tiếp tục mang cung R ra.
hoàn toàn có thể đục nổ BE, đục nổ BM để có thể công vào nhà của game thủ Thiên Vũ từ hướng này. Tiếp tục vẩy BE tốt để bắt tung đồ này. Xích được hai con UR trong hướng BE vừa rồi, đội bạn chỉ chạy thoát được hai con thôi. Mặt nhà BA phía trên của game thủ Thiên Vũ đứng ở trên dốc. Đứng ở trên dốc và chúng ta quyết định công. Chim sẻ cũng đang dí đều lên. Ở ngay phía sau thì có UR game thủ 8 đang dồn rất rất đều. M4 đang kéo UR về thủ cho nhà của game thủ Thiên Vũ. Vâng, M4 chết rất nhiều dân rồi. Chim sẻ nãy vừa báo về thông tin nó ăn thêm dân của game thủ Thiên Vũ nữa. Tên này cảm giác chưa được, lui thôi, lui 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 lui. Lui lui, M4 đang kéo cùng rất đông về để thủ nhà cho Thiên Vũ. Tham lai 98 đang là 62, chim sẻ tham lai là 35. Với những cái quãng thời gian mà không câu được vào nhà của Vũ nữa thì lại quản lại nhà của M4 đi. Hơi giật rồi đấy, không biết là tại sao, tuy nhiên tình trạng mạng lại bắt đầu có vấn đề rồi. Ở trong thể loại Seng đánh rất là nuột. Sang thể loại AC thì đang hơi giật một chút. M1 đang tiếp tục dí vào. M1 tiếp tục dí lên. Bãi quà chim sẻ phải chạy đi vì ăn hết rồi và đang bị bạn quản. Lên chặt cũng hai. Game thủ 2K1 bên này tham lai là 38 với lại Seng Long. Và bị M4 dâng. Có vẻ như M4 cũng đã bỏ game thủ 2K1 rất là sớm thì vậy. Vì tôi nghĩ là họ sẽ bỏ 2K1 sớm thôi. Tại vì sao? Vì đối đầu với lại Seng Long chỉ là 2K1, cho nên họ sẽ tự tin luôn và họ sẽ vào trong cánh để bắn sớm luôn. Cho nên là game thủ 2K1 vẫn đang có timeline là 41. Không phải là một tình huống mất tham sâu. Và thậm chí là game thủ 2K1 vẫn đang có quân đi móc vào nhà game thủ Seng Long. Bắn dân kìa. Dân ở chỗ bãi cánh rừng ở phía dưới đấy. Thay vì bắn quân tại sao không bắn dân? Vào trong dụng chính của game thủ Seng Long luôn. Vâng, rút vào trong dụng chính của Seng Long. 5 con cung R tập trung bắn từng con dân một. 5 cung R thì bắn thì không chết con dân được khi mà con dân đấy đang đầy máu. Nhưng mà chúng ta sẽ cố gắng rỉa dần. Một lần không chết thì hai lần sẽ chết. Đội bạn đang muốn bắt từng cung R này của game thủ 2K1 và phía dưới ta lại luồn lên. Vâng, phải móc kiểu này, đúng rồi, tối thiểu phải là hai đạo cung R đi móc. Một đạo bắn nhau ở mặt nhà BA và một đạo vào trong ruộng. Cứ thế, vâng, khiến cho lực của game thủ Sang Long không khỏe được. Chim sẻ tham lai đang là 31, đang cố gắng chạy dần để giữ tham. 98 tham lai là 81. Mẫu 7 game thủ Seng Long đang đi một tuần cung R siêu to để công vào nhà game thủ 98. Và đây cũng chính là lý do mà tại sao mà ở nhà của game thủ Seng Long thì vẫn đang liên tiếp bị game thủ 21 quấy vào để cho để không có thể có một trận thi đấu phát triển khỏe và thoải mái ở trong trận thi đấu này. Đến từ vị trí của game thủ Seng Long, bên này thì game thủ 21 vẫn đang móc, tiếp tục móc tham lai 50. Ở trong góc 3 giờ thì ăn gỗ là rất là ấm. Từ đầu đến cuối chỉ là 4 nhà BA thôi. Mẫu 7 mang rất nhiều quân đi công nhà của game thủ 98 rồi. Và ở nhà của game thủ Seng Long, tôi cảm giác cái lượng cung ở nhà vẫn đủ để thủ. Đúng là một con quái vật. Mặc dù họ đã tích được, họ đã mang được một tuần cung R tầm khoảng hơn một kích đi công rồi, nhưng ở nhà thì vẫn đủ để thủ. Sẽ tham lai 30, đang làm một quay trụ to trên đỉnh 12 giờ. Tiếp tục giao tranh cùng với là M4 ở mặt nhà BA của họ. Họ vẫn đang sản được quân, ít nhất là 3 đều. 2K1 tham lai 50. M7 đang quay lại nhà của game thủ 2K1 rồi. Và chúng ta vẫn đang khiến cho Seng Long cực kỳ thốn. Một tên cung R to. Và có vẻ như cái hốc này của game thủ 2K1 sẽ bị bục. Tan nhưng không phê. Tham lai luôn luôn trên 40, sắp xỉ 50. Ai chà, mình vừa bị mất một tuần tơn dân. Đục e, đục ruộng, bóc dân của game thủ Seng Long. Thực vẫn, lực vẫn đang đủ để dốc thêm một tuần nữa. 702 đã có rồi. Đang đốt hết e của Seng Long. Và một trận đấu mà Seng Long đang mang cung ra để thủ. Trận này Seng Long cũng mất tay cực nhiều với lại game thủ 2K1 đấy. Đấy, thấy dân ở 4 kìa. Dân 4 ăn hưu, ăn voi phía trên kìa. Sẻ đang không cần đâu. 2K1 rồi, sẻ quản rồi. Vâng, sẻ và e đã bắt được tuần dân này của game thủ vô địch hầu. Một tuần dân ăn voi, chim sẻ thấy và chim sẻ đã quản rồi. 21 không còn về đây nữa. Cố gắng bắn fit tuần dân này đi. 98 tham lai đang là 101. Chưa đào vàng. Có bãi vàng nào gần với bãi gỗ không? Cấu lấy tầm khoảng 120 vàng để có thể có được những công nghệ tiếp theo. Cấu vàng, thậm chí là sẽ lên 4 luôn. Mẫu 1 vẫn đang khỏe. Bên phía bạn thì có màu 4 thì dâng, mẫu 4 thì yếu rồi. Còn mẫu 1, Thiên Nhật Vũ và mẫu 7, Sang Long là người mà đang còn tham. Vâng, sẻ soi tham mà báo về là 4 yếu lắm rồi. Ai chà, bị đội bạn phát hiện ra vị trí đóng BA mới và đang bị M4 bắn rồi. Đây là 98 tham lít 2.
Vâng, đang đuổi để bắt tung đội này của 14 nhá. 98 ngày sau nhá. 98 với công nghệ đào vàng chưa, lên luôn đi. Chúng ta thì có 98 to. Một đẩy một tuần to kìa. Kéo cùng rồi về đỡ nào. Một đẩy một tuần to. Rất to luôn, một tuần đi tất tay rồi. Họ thấy mình chớm đảo vàng và họ ốp luôn này. Cả 7 cả 1 đẩy lên luôn nhà game thủ U98. Có vào bóc họ thì vào. Nhanh lên. Nhưng không này thì chưa chắc tuần này chúng ta là 98 đã đỡ được. Khi mà mẫu 7 đang đi rất đông quân. Ở phía trong 98 nó có một tuần cùng chơi ở phía trong. Rồi, như vậy bắn nhau rồi. Chưa chắc đã đỡ được. Một trong hai nhà công thì đỡ thoải mái. Nhưng mà cả hai nhà đẩy lên là khó. Chúng ta chưa nhận được sự hỗ trợ đến từ đồng đội. Một tuần quân đi cực kỳ là nhạy cảm và rất dứt khoát đến từ bộ đội Tiễn Như Vũ và Xe Lòng. Sẻ tới nhưng mà chỉ mang đỡ 7 cung này thì khê. Không đủ để mà thủ. 98 đâu rồi em ơi? À quên 21 đâu rồi. Vâng, như vậy là 0-2 trong thể loại AC. Vâng, 0-2 trong thể loại AC. Nào. Vâng, như vậy là chim sẻ đầu cánh, 21 đầu cánh và 98 trong cánh. Hai cái gỗ 75 gần với nhà chính của chim sẻ có voi rồi. Cố gắng đừng để thua kèo AC. Hết cho anh Bùi Trường nhá. Quả đồng 6 cây. Thế nhà này của chim sẻ đang nằm ở vị trí tầm khoảng 2 giờ. Bên này thì game thủ 98 là người mà ngũ đầu đẹp. Quả đầu nhìn thấy cũng là sớm với một pha đẩy dần đúng hướng luôn. Bởi hiệu đứng cạnh với bãi quả và cạnh đó là cánh rừng thông luôn dành cho vị trí của game thủ 98. Ok anh Vĩ Nguyễn nhá. Cảm ơn tấm lòng của anh Vĩ Nguyễn. Đang rất là động viên anh em game thủ. 42 vẫn có một củ này. Em chào bác Bùi Hồng Cường nhá. Em chào anh Phan Trọng nhá. Em chào anh Tuấn nhá. Nhà của 98 trong cánh đã có 3 rừng rồi. 2 rừng thông. Ủa, cái gì mà lại 3 giờ bình luận viên lại kêu 2 giờ? Phải trưởng bác Nguyễn Viết Long, nhà ông sẻ thì nhà 2 giờ. Anh bậy. Anh bịp em, nhà nay bảo 3 giờ. Chết dở. À, xem 21 nào, xem bài vở 21 như nào. Lại cũng vâng chưa gì đã rách à? Hiệu đầu 4 con sát tường. Ôi cố lên. Chả có nhẽ hôm nay lại cái công hòa không được. Không được chứ đấy. Hai cái gỗ 75 đẹp. Quả đầu khả năng 6 cây đến từ vị trí 2-1, 7 hiệu 4. Không đẩy được về nhà chính thì thôi đẩy về với cánh rừng cũng được. Sẻ bên này thì bài 3 voi này. Thôi, khả năng là xem sẻ thôi. 3 voi. Trong đó thì có 2 voi gần. Đây là S đầu của chim sẻ. Chặt nốt cái cây gỗ đấy thì đẹp. Thôi không được, không chặt nữa. Nhổ nó luôn. À, bà chim sẻ lâu lắm tôi mới thấy. Ui, thêm voi đây kìa. Bài 4 voi và quả phụ gần dành cho chim sẻ. Hiếu cũng ngay gần ở bãi quả đầu thôi. 4 voi. Nhưng mà cái bầy hiếu này để mà lùa về rừng thì nghe nó hơi tù. Bù lại đó là rất là nhiều voi. Vâng, trận đấu này là bài 5 voi dành cho chim sẻ. Bài 5 voi. 5 voi quả phụ và bầy hiếu. Quả phụ này thì đặt G nó cũng không được thuận mắt cho lắm. Vâng, bài chính xác là bài 6 voi của chim sẻ. Bài 6 voi.
Vâng, một trận đấu đi dò ít thôi. Đi dò tầm khoảng 5% vẫn là chim sẻ thôi. 25 dân rồi. Đánh 26 dân cộng 1. Hay là 25 dân. Đây sẽ là BS tiếp theo để ăn gỗ của chim sẻ. 26 dân. Vâng, 26 dân kích mắc luôn, 743 mắc binh. Thứ nhất là gỗ đầu đẹp và thứ hai là quả mở mắt thấy luôn. Và đồ lùa về thì rất là chuẩn, rất là đẹp, rất là gần cho nên là không thể lỗi được. Kích như xe. 743 giây. Ái rồi, ái rồi. Ôi trời ơi, sẻ ơi, anh xin em. Nói chung là mọi chuyện vẫn đang trong khả năng phạm vi xử lý của chim sẻ thôi. Chúng ta có tổng là 2 bầy hiêu. Đây là BB. Dân tự phi à? Thế là con dân đấy cũng khôn đấy. Chứ nó mà phi chậm thêm nhịp nữa là khả năng đứt rồi đấy. Đằng nào con voi đã quay đầu. Ừ, thì đằng nào nó con voi đã quay đầu mà nó chỉ cần phi, nó không chủ động phi khả năng là con dân đi chết đấy. May nó chủ động phi cho nên là con voi mất được một tí máu rồi. Báo về là tin nhiệm vụ đánh 25 dân, con voi thứ 6 đã về với nhà chính của chim sẻ rồi. Ok. Bài chúng ta lên đời còn nguyên 2 bầy hiêu nữa, hiêu cạnh quả là hiêu to. Mồ 1 đầu cánh 3 giờ đổ xuống 4 giờ thì phải. Em chào bác Hờ Ưng Hưng nha, và cảm ơn anh đã vừa gửi tặng thêm 100 sao một lần nữa. Em nhớ không nhầm thì lúc nãy anh tặng sao một lần rồi thì phải. Có vẻ như là không game thủ đấu chết dân. Và đây là một trận đấu kích 10-10 của game thủ chim sẻ. 10-08. Quá chuẩn. Nói chung là bài đẹp, bài ủng hộ thì đối với các game thủ của chúng ta, đặc biệt chim sẻ thì không thể kích lỗi được. Không thể kích lỗi được. Bật nào anh em ơi. Bật. Đây là ruộng của game thủ chim sẻ. Ra một vài cái ruộng dân đỡ phải di chuyển thôi. Chúng ta còn nguyên hai bầy hiêu to nữa. Ít nhất là hiêu ở chỗ quả đầu, à quả phụ là hiêu 7 rồi đấy. Cánh bên này thì 98 đang có một bài đánh tổng 28 dân. Lên đời còn nguyên bãi quả cạnh với lại cánh rừng. 21 bên này đánh 26 dân. Ủa bây giờ mới kích à? Sẽ sớm bao nhiêu thì 21 lại muộn bấy nhiêu. Cánh bên phía của game thủ 21 khả năng là sẽ là khoai khoai đấy nhá. Thế thì 98 đẩy bên nào thì đẩy. Khả năng sẽ đẩy bên 21. 21 dâng à? À, như vậy là 21 dâng giữa bản đồ. Dâng A giữa bản đồ. Bắt được bãi quả luôn này. Sổ bãi quả này luôn. Rồi, trở lại với chim sẻ thôi. Người lên đời sớm chất map. Đây là BA. Như vậy là chim sẻ đóng BA ở vị trí bãi quả. Lên đời rồi, kích bánh xe. Không biết là bên kia ai là người đi dâng. Vâng, 5BA. 5BA dành cho chim sẻ. Bộ bài lược như thế này mà không đánh 5A thì chỉ có thể là bịp. Vâng, 5BA. Bây giờ voi vẫn chưa ăn xong. Vẫn là còn khoảng tầm khoảng 100 thịt ở con voi kia nữa. Bắt đầu ăn 7 hiếu 7. Tờ đầu tiên 5BA. Song song tấn cung là đang có tầm khoảng gần 400 thịt. Tầm khoảng 7-8 dân ở trong nhà chính. Vâng, tơn thứ hai sóc đều luôn. Dí. Chúng ta sẽ dí luôn. Đối thủ của chúng ta đó chính là Vũ. Không biết là bên kia có, bên kia có những 429 giờ bên 40 tăng dân, khả năng dâng A. 4 trong cánh dâng A rồi, khả năng 4 trong cánh dâng A rồi. Không biết là dâng vào nhà nào thôi, đây rồi bãi quả. Vâng, bắn được 3 dân của game thủ Thiện Như Vũ. Một là người đẩy luôn. Không biết là một đánh A cao hay là như thế nào đây. 7 đầu cánh, 1 trong cánh. Vâng, một không biết là như thế nào đây, khả năng 1 dâng A đầu cánh à, vì thế nhà một xấu lắm. Gặp dân ở một kìa, chim sẻ để ý. Gặp dân ở một, vâng chơi. Có vẻ như là một là người mà đóng A ngay gần nhà chúng ta. Một đóng A ngay gần nhà chúng ta, đóng A ngay chỗ bãi gỗ A mà mình đứng bắn đấy. Cho nên là họ đẩy cung rời đến rất là sớm luôn. Tham lai là 43 dành cho game thủ chim sẻ. Và màu 3 đã đồng đội tới rồi. Màu 3 đồng đội tới rồi. Vào trong phép bản đồ đi. Ra ngoài trong phép bản đồ ấy, chạy thẳng vào trong. Bắt 98 ơi, bắt đấy cơ. Đấy. Vậy em vào sẻ ơi. Vậy, đứng lại, dân đứng lại đi, không phải chạy đâu. 98 hỗ trợ rồi. Vâng, bắt được hết cung rời đi công của game thủ Tiến Nhiệm Vũ luôn. Đây là chim sẻ tham lai là 46. 98 sẽ đuổi, còn game thủ chim sẻ sẽ lấy nhà của game thủ Tiến Nhiệm Vũ. Một trận đấu mà Vũ đóng à, có lẽ là đóng à cao. Đóng à gần với cái vị trí ăn gỗ phía ngoài của game thủ Tiến Nhiệm Vũ ấy.
Sau đấy thì Vũ thấy nhà xấu mà ta thổi bay được Vũ rất là nhiều dân rồi. Trong 3 giờ liệu còn cái gì không? Chúng ta chưa nhìn thấy nhiều nhà bể ăn gỗ của game thủ tiên nhân Vũ. Chính xác là một đi đóng Nga trước mặt nhà chim sẻ. Đây là nhà BA của game thủ tiên nhân Vũ. Đây là một bãi gỗ của màu 4. Đấy nào, vẽ nào, đấy nào, đấy nào. Vâng, màu 1 tới bãi gỗ ở cạnh nhà BA của chúng ta rồi. Nhưng không sợ, chim sẻ đang bắn được tơn dần ở bãi gỗ của màu 4. Không có tay để mà đi tơn đấy. Mặc dù tôi đã chủ động hôi lên rồi nhưng mà chim sẻ không có tay, vì đúng lúc đó là game thủ Tiễn Như Vũ công vào trong bãi gỗ của chim sẻ. Chứ nếu tôi đấy mà có tay nhá thì chắc chắn là bãi gỗ đấy phải chết tầm khoảng 5 dân. Với một tơn cung R của game thủ Tiễn Như Vũ màu 6 đó chính là 2K1. 2K1 đang vẩy để bắt tơn cung, bắn tơn dân của game thủ tiểu vô địch hầu. Timeline là 34. Vâng, đang đuổi dân của vô địch hầu. Thịt đang nhiều, gỗ đang hơi ít. Và đây là nhà màu 7. 4 trong cánh, 7 đầu cánh. 7 không đẩy em à, Luận. Có à? Vâng, như vậy là 98 đang bị ốp. 98 đang bị 7 và bị 4 ốp. Có cần phải hỗ trợ không? Timeline gần 70 thôi. Khả năng cao là chim sẻ sẽ phải hỗ trợ 98 thôi. Một mình 98 sẽ không thể đỡ được với cả 7 và cả 4. Vẫn đang cầm vâng, câu giờ được, cầm chân được. Nhưng mà về lâu về dài thì chắc chắn là không đỡ nổi. Chim sẻ đang cố gắng để đốt nổ nhà BA của game thủ Tiễn Nhật Vũ. Và đang gom dần quân để có thể hỗ trợ cho game thủ 98. Nhà chim sẻ là một trận đấu mà phải đánh nhanh thôi. Không có thế và cũng không cơ cấu rộng phát triển. Chỉ là một thế gom quân thôi. Ăn hoang khá nhiều đồ. 98 vẫn đang cố gắng câu giờ để kêu gọi chim sẻ và chờ đợi chim sẻ ra để hỗ trợ. Có vẻ như đang lừa để bắt quân của đội bạn thì phải. Chim sẻ cũng đang di chuyển quân lên hướng 12 giờ rồi. Có vẻ như cung đó là cung màu 7. Có vẻ như đó là một tơn cung R màu 7 thì phải. 98 đang thấy cung màu 4 rồi. 98 đang đuổi theo tơn R của game thủ vô địch hầu. 82 là số dam mà 98 đang có ở thời điểm này. Sẻ bên này cũng đang cố gắng gom cung, gặp cung 7 kìa. Sẻ ơi, gặp cung 7 kìa. Vâng, sẻ đang đuổi cung 7, đang chạy sang nhà của game thủ 98. Bãi quả chim sẻ mất. Đấy, 98 để ý này, đón này, đón này. Đấy, 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 chặn đầu. Vậy, 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 vậy. Vâng, không cần phải vẩy e ở vị trí ở phía nãy, nhưng mà trên dốc này thì sẽ vẩy. Bắt được tơn cung R của Sẻ Long. Tốt, không sót quả nào. Vẩy e rất tốt. Bây giờ thì timeline của 98 đang là 90 rồi. Đây là sẻ. Sẻ báo về là 48. Thế cần thì sang bắt luôn với tỷ số là 1-2 ở trong thể loại AC. Tôi không xem được nhiều màn hình máy của game thủ 2K1 khi mà 98 đang bị ốp. Có vẻ như là 2K1 đã khiến cho đội bạn cũng là cực kỳ vất vả và khổ sở rồi. Vâng, bắn được dân của màu 4 đang hồi ngay sát nhà của game thủ 98 và móc dân của màu 7. Hay quá, và tỷ số là 1-0. Chúng ta đã giành chiến thắng một trận thi đấu đầu tiên ở trong thể loại AC. Vâng, hãy cho tôi những cái bộ bài đẹp đi và chúng ta sẽ có chiến thắng thôi. Một map đấu chim sẻ kích như sen. 9 4x 948 của chim sẻ. Game thủ 2K1 thì một bộ bài cũng kích đời muộn, nhưng quan trọng là dâng Nga và khiến cho màu 4 cực kỳ là thốn. Màu 1 thì dâng Nga cao hẳn lên trước mặt nhà chim sẻ. Thế nhà rất xấu, gặp chim sẻ lên sớm, thủ nhà dễ và đẩy bay nhà màu 1 rất là sớm luôn. Sau đó thì phối hợp cùng với game thủ 98 để giữ nhà cho 98, và chúng ta sẽ có một chiến thắng không quá khó khăn ở trong trận đấu thứ 3 này. Tỷ số là 1-2. Xuống đi, vâng, trận đấu thứ tư. AC 2K1 đầu cánh. Ê, sẻ trong cánh đi rồi. Úi, quả gỗ. Nhưng mà nền đất này không biết như nào. Vâng, chả có nhẽ chim sẻ đi dâng à. Anh em chúng ta có nhu cầu tìm hiểu về sản phẩm Inos thì anh em có thể bấm một cái đường link đã được ghim ở phần comment nhé. Khả năng cao chim sẻ lại đi dừng Nga anh em ạ. Chưa gì thấy cái map đấu này đang có một cái ý tưởng lóe lên trong đầu của chim sẻ, đó là dừng Nga. Vâng, đây là bầy hươu dành cho chim sẻ. Đã nhìn thấy bầy hươu sát rừng. Những bước giò đầu tiên chúng ta đang có được một map đầu đã có một bầy hươu đứng sát rừng rồi. Cái bắt đầu là siêu đẹp luôn. Ở trong cánh.
cảm giác ở trong cánh, vị trí thì là trong cánh rồi, nhưng mà cái thế nhà thì mở mắt ra đất vàng khé này thì sẽ không phải là một thế nhà đẹp. Rừng dừa có rồi, chưa có đồ đổ về. Hy vọng là chỉ cần bằng 1/2/3 trận trước thôi, thậm chí là một nửa cũng được nhá. Trận trước là 6 voi, 2 quả và 2 hiêu, một nửa thôi là 3 voi, một quả phụ với là một bầy hiêu thôi. Thế thôi, chưa thấy gì, thôi chuyện 98. Còn hiêu đứng sau cánh rừng. Ôi ôi, vẫn nhảy hai con theo ạ. Đau mề thế nhở, chết một dân rồi. 2k1. Nhiều bốn đang về nhà trình. Đầu cánh thế nhà lại cảm giác lại khung khung. Cảm giác bài vở đang hơi rách dành cho chúng ta. Chưa có gì nhiều. Ông 2k1, ông 98 bên này thì đang đặt S nhân đôi ở cánh rừng và bầy hiêu. Hiêu này tôi thấy là có 3 con thôi, không biết là có đẩy con đi đâu đâu đó hay không, hay là nhảy đâu rồi. Đây có đôi voi đi rồi. Có vẻ như là 2 bầy hiêu và 2 con voi thì sẽ câu voi về nhà trình. Bà thì vẫn đang thiếu một đồ khỏe nữa. Voi bắt đầu về nhà chính. Ok, bắt đầu nhậu voi. Sẽ trận này thì dâng mà không có đồ lên đời thì dâng cũng khả năng là không sát thương. Dâng mà lên muộn thì à, có quả phụ đây rồi. Xa, quả phụ xa. Con voi đã về với nhà trình, hy vọng là không bay đâu. Có vẻ một map đấu xấu, cả ba nhà đều xấu. 98 mà chết dân. 2k1 bên kia thì bài cũng là vớ bẩn thôi. Chim sẻ thì bộ bài theo kiểu dạng đấy là an toàn đồ xa. Vâng, xa nên là khả năng đi dâng luôn, chứ xa mà kéo dân về đánh kiểu chắc nhà thì khê. Có quả phụ phía trong rồi, tôi cảm thấy là lực đi dâng A cho nó này là có. Chúng ta có tổng là 3 voi cộng với lại tổng 2 bãi quả phụ. Kích 8 tròn bài này 27 dân. 8 tròn 27 dân như vậy là 10, cũng là 13 4x đấy, cũng không phải là muộn lắm đâu. Bài này bù lại được cái là gỗ đầu gần và quả thấy cũng sớm, chân là cũng cơ cấu lên đời ở đời 2 là cũng ổn. 8 tròn. Ừ thì là mắc binh đấy. Vâng, 27 dân. Mắc binh. Hơi giật này. Không biết là bị làm sao đây. Máy của ai bị bung? Máy ai bị bung? Đang lúng lúc câu voi. Rồi, ok. Như vậy là voi đã về với nhà trình. Một tình huống câu hai voi. Và con voi kia đứng lại. May là không quay đầu, đứng lại thôi. Tiếp tục thấy bãi quả nữa. Cái lực mà chim sẻ nhìn thấy ở trong map đấu này đang là tổng là 3 bãi quả. Vâng, voi bắt đầu về. Ok, con voi thứ ba đã về rồi, lực siêu khỏe luôn. Đặt BB ở đâu? Tầm này thì đóng BB, nói chung là đóng bừa phừa cũng được. Không nhất thiết là phải đóng để mà cơ cấu bò cái gì cả. Lại thấy thêm bãi quả nữa, vâng, thấy 4 bãi quả luôn. Đây là BB và đóng cạnh với đó là BM. Vâng, tự nhiên con dân lại thác nhau ra khi mà gặp phải cánh rừng. Nó làm cho cái quãng thời gian kích đời chim sẻ bị chậm đi một tí. Vâng, 10, 38 giây ạ. Mắc binh. 27 cộng 1, 13, 8. Rất mắc binh. Đây là màn hình máy của game tụ 98. 98 thì đang đóng nhà điều kiện và cũng kích tầm khoảng 11 tròn. Game tụ 2k1 thì cũng đã kích đời được một lúc rồi. Có vẻ như cũng kích tầm khoảng cuối 10 đầu 11. Lực lên đời của game tụ 2k1 là cũng đang khỏe này. Chúng ta nhìn thấy một bãi quả, một bầy hiêu đứng sát với chiếc bét. Và do chưa có nhiều gỗ cho nên đang cố gắng đẩy bầy hiêu về để ăn nốt, sau đó thì ăn quả sau. Tổng 28 dân. Thêm một cái bét nữa được thiết kế ở cánh rừng thông để có thể ăn gỗ. Trở lại với chim sẻ thôi, người lên sớm nhất map đi ăn hoang để mà sóc cung. Một bài đi dâng A. Rất nhiều quả đã được nhìn thấy. Tổng là 3 quả phụ. Tổng 3 quả phụ. Cơ cấu thêm một chút dân nữa ở khu vực bãi gỗ và mang dân lên trên này để ăn quả. Sẽ dâng khoảng 5 BA. Bài này 5 BA được có đủ 5 BA. Lượng thịt thì thoải mái và lượng gỗ thì tôi nghĩ cũng sẽ đủ thôi. Khỏe luôn. Rất khỏe luôn. Hy vọng là không bị bắn sớm. Chỉ sợ là bị bạn bắn sớm vào cái bãi quả
cái bãi quả ở đây, bãi quả giữa bản đồ. Chim sẻ là người lên sớm nhất map ở trong trận đấu này ở đấy bà. Đi dâng và vẫn có dân xin ở nhà chính, vẫn ở dân. Vì lực vẫn đang thoải mái luôn. Sẽ có đạo vẩy vẩy e ở, sẽ có hiện tại là đang có đâu đó khoảng hơn chục dân làm ruộng. 4 dân ở phía dưới ở góc tầm khoảng 4 giờ 5 giờ và cái vị trí giữa bản đồ tầm khoảng 7 dân nữa. Như vậy là tầm khoảng 12 13 con dân làm ruộng. Bánh xe lên xong và 5 BA sóc đều. Thêm một vài dân làm gỗ nữa. Vì lượng thịt nó đang quá dư giả rồi. Vâng, chủ động tinh chỉnh lại nâng dân ăn gỗ rất tỉ mẩn. Tơn cung đầu tiên nở và dí thôi. Tơn thứ hai năm tơn năm con cung đòi đều tắp tắp luôn. Lại thêm quả nữa, vai cả đạn màu 7 đầu cánh nha, 98 nhá. Màu 7 xe long. Vâng, xe long lên sớm không? 4 BA, 5 BA. Như vậy long vẫn đang đóng với 5 BA. Và bây giờ chúng ta đang cố gắng để giao tranh cùng với long. Vâng, long có kin trước ạ. Khoảng cách lên đời có vẻ như là hơn nhau 10 giây và 98 tới. Hay quá sẻ ơi. Một tình huống vẻ thực sự rằng chí mạng. Đòn chí mạng. Ờ thì tơn đấy mà long vẫn giữ được cùng nhiều thế. Long vẫn giữ được đâu đó. Chỉ chết tầm khoảng 2 tơn, 2 con đờ tình huống vẻ đấy thôi. 1-1 sang luôn. Đó là Vũ. 98 cũng sẽ phải kéo quân lên trên này đều tay để mà hiết dập luôn game thủ thiện như Vũ và game thủ xem long. Vâng, pha vẻ có thể gọi là đẳng cấp luôn. Vẻ ngay sát chân cung rờ của game thủ thiện như Vũ. Vũ không chạy được con cung rờ nào cả. Ở chim sẻ hay kéo rờ ra BA mà đứng đi. Ở bên trong đang bị đội bạn bắn rát quá. Hôm nay là 37 rồi. Thêm một tơn cung rờ đã 5 con nở ra và tiếp tục giao tranh cùng với lại thiện như Vũ cũng như là xem long. 98 phải dồn đều lên thì game thủ xem long mới yếu được. Cảm giác cung rờ của game thủ thiện như Vũ đẩy ra là rất nhanh và có vẻ như nhà Vũ ngay sát thôi. Chưa chắc đã giòn đâu. 98 tập trung điều đi, tập trung phải điều. Khả năng phải lùi. Khả năng phải lùi anh em ạ. Tơn vẩy e lúc đầu tưởng ăn được game thủ xem long cơ nhưng chỉ là 2 con. Và bây giờ chúng ta là người phải chạy ạ. Mất nhà BA của xẻ thôi. Vâng, tiếp tục vẩy e để bắt tấn công này của game thủ tiện như Vũ. Vũ là người đông hơn. Cũng là người đồng hơn. Họ phối hợp rất hay. Lượng cung của họ dồn lên là rất đều. 98 không công được mặt nhà BA của game thủ sang long nữa và chuyển sang đục BE ở mặt nhà BM. Vâng, như vậy là game thủ 2K1 bên này báo thông tin mừng về là màu 4 bên này đã yếu hơn rất nhiều so với game thủ 2K1 rồi. Tầm này sợ nhất là một tạt một tơn ảo. Không phải tạt mà họ đi thẳng luôn. Họ sợ gì khi mà chim sẻ đã phải bỏ nhà BA. Màu 4 bên này đang yếu hơn so với game thủ 2K1. Và tôi đang lo sợ rằng bên kia họ sẽ đi một tơn thẳng vào nhà game thủ 2K1 luôn. Hoặc thậm chí là họ có thể đánh theo kiểu dạng là không cần phải đi quân nhiều. Hai nhà đứng ôm nhau, Seng Long và Tiên Vũ đứng ôm nhau để có thể to nhất bản đồ. Sau đấy thì họ đẩy về đời 4. Ồ, bãi quả. Vâng, cái bãi quả thực sự rằng nó mọc hơi vô duyên. Quá vô duyên trong tình huống vừa rồi. Thà không có thì thôi, tự nhiên có vào đấy một cái bãi quả chối không thể ngửi nổi. Tham lai là 60 của game thủ 2K1. Sẽ tham lai là 43 thôi. Phải công nhận là trong tình huống đi dâng A vừa rồi của game thủ chim sẻ thì game thủ Tiễn Nhiệm Vũ và game thủ Sáng Long phối hợp hay. Công nhận một điều là như vậy. Chúng ta đã là một tình huống mà dâng A với một lực lên đời khỏe và lên đời sớm chuẩn khỏe của game thủ chim sẻ rồi. Cái đường đi quân của game thủ 98 để mà hỗ trợ chim sẻ nó hơi vương. Bắt đầu đi quân. 98 bắt đầu đi một tuần quân siêu to. 98 có vẻ như là 6 nhà BA. Chẳng có ai đã có. Ở đằng sau với 6 BA đều. Xe Long chưa mất gì cả. Gặp quân nó kìa là 98 kìa. Vâng, như vậy là cung R của 17 đã ra rồi. Ở nhà mình cũng bị móc nha 98 ơi. Vâng, như vậy là 17 đi một tuần cũng rất ảo. Có phải phá BA họ đi à? Vâng, phá BA họ đi rồi. Đây là một pha vẻ. Vâng, một pha vẻ. Bắt được tên cung này, tên cung này là tươi luôn này. Tạm thời dân đang giữ được. Chúng ta chưa mất dân, hay quá. Bắt được một tên cung siêu to của game thủ Xe Long luôn. Xe Long vừa mất một tên cung R phải trên 20 con. Đó. Bây giờ thì bắt nốt cung R của game thủ Xe Long ở trong bãi gỗ của mình nữa.
cơ cấu chỉnh lại dân ruộng của mình. Bên này thì game thủ 2K1 sao rồi? 2K1 đang đẩy lên trên nhà của game thủ Tiết Như Vũ. Vâng, 2K1 đang đẩy lên trên nhà của Tiết Như Vũ một tơn, nhưng cũng không để lại nhiều sát thương. Bên này thì 98 sẽ phải làm sao để bắt hết cung R này của MO7. MO7 hết sạch cung R. Chúng ta nằm xuống đâu đó chưa đến 10 dân và bắt được 2 tơn cung R. Và tơn này sau khi bắt được cung của MO7 thì dí vào nhà MO7 thì khả năng là Xe Long sẽ chết luôn. Sẻ tham này vẫn 44, vẫn giữ được tham. Ở nhà chim sẻ đang bị bắn bay khô, nhưng có lẽ là không còn dân ở nhà nữa. Chạy lên trên này để mà ra ruộng và làm thịt ở trên này. 98 dí lên luôn. Vâng, 98 đang dí lên luôn, vẫn còn vài con cung R MO7. Lùi 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 lùi. Thấy bảo là đông lắm. Đập. Vâng, đập luôn, nhậu luôn. Tham lai là 67 dành cho game thủ 98. MO1 đang sang để hỗ trợ cho game thủ Xe Long để thủ nhà, vì họ biết được rằng là chúng ta sẽ đẩy thôi, vì chắc chắn là sẽ đẩy thôi, vì game thủ MO7 vừa mất một tấn công rất là to. MO7 thậm chí là vẫn tự tin đi công. Còn họ vẫn tự tin đi móc khi mà có MO1 kề. Tiếp tục dàn thiên lai địa võng để bắt tấn công đòn này của game thủ Xe Long. Không cho Long vào trong ruộng của mình nữa. Tiếp tục móc, tiếp tục bắn dân của game, bắn cung của Xe Long. Mang thêm cung R về và sẽ đi công của nhà Xe Long bằng đúng cái hướng mà Long vừa đi quân. Cái hướng từ 9 giờ xuống. Đây. Cái hướng này, cái hướng mà đội bạn phá BE để đi. Gặp cái gì? Phá cái đấy. Gặp BE phá BE, gặp BBBM phá BBM. Cung của Long cũng đang cực kỳ đều, vải trưởng cũng đều thế. Bắt nhiều cung thế rồi mà sao nhiều vẫn nhiều cung như này. Bắt 2 tơn. Một tơn phải đến 20 con ở cái chỗ khe của cái rừng già, cái rừng thông. Và trong nhà mình nữa nó được khoảng tầm khoảng 15 con nữa. Mà Long cũng đang đông hơn 98 mà. Vải trưởng. Họ xong cung bằng xong quân bằng nhà bé à? Sao nhiều này, chưa chắc đã giòn đâu. Đỡ được không? Sẻ có vào nhà được của MO7 không? Vào đi, MO1 đẩy kia sẻ ơi. MO1 đang công nhà sẻ nhá. Đấy, vừa một tuần cung rất to đến từ Xe Long đang, Tiết Như Vũ đang đẩy vào nhà, đẩy vào vị trí đóng BA của game thủ chim sẻ. AK1 bên này thì sao? Vâng, đang bắn được dân của game thủ Tiết Như Vũ. Một vị trí có tầm khoảng 20 con dân đang bị game thủ 2K1 bắn. Đó là một tình huống mà làm được tầm khoảng 20 dân của game thủ Tiết Như Vũ rồi. 98 thủ được nhà không? Tham lai tụt xuống 60. Xe Long trận đấu này trâu thế nhở? Vãi trưởng Long. Tham lai là 650 dành cho game thủ 98 thôi. Sẻ. Sẻ đang vào trong nhà của Xe Long một tuần. Ruộng Long đã bay. BA của Long đang bị ốp. Khi mà Long đã đi tất quân để công nhà 98 rồi thì ở nhà chắc chắn là Long sẽ không còn nhiều quân để thủ. Hy vọng là chúng ta có thể lấy được tham dân của Xe Long sâu một tuần, để Long không thể bung mạnh được nữa. Chim sẻ tham 60. Đây là bãi gỗ của Xe Long ở phía ngoài. Cánh bên kia thì 2K1 vẫn đang cố gắng để mà móc máy vào nhà của game thủ Tiễn Như Vũ. Dân của Xe Long đang bắt đầu mất ở bãi gỗ ở phía ngoài. Sẻ đang bắt đầu bung BC để ra nhà chính. Đây, thêm một vị trí có dân nữa của game thủ Xe Long. Và thông sang nhà của game thủ Tiễn Như Vũ luôn. Thông sang nhà của Vũ luôn. Long đang đuổi ngay phía sau, tơn này mình đông hơn. Tập trung điều quân. Vâng, Long đang bổ sung thêm quân và chúng ta tách vào trong nhà chính. MO1 đang kéo về thủ. Dân đã đứng chơi sau khi đóng BC xong. Để ý tân quân ở trong ruộng chính của game thủ Xe Long, để móc dân của Xe Long. Đây là BA của game thủ Tiễn Như Vũ. Chưa có tay chỉnh quân ở phía trên và bị bắt hết rồi. Tân quân đang tạt lại nhà chính của Xe Long đã bị bắt. Vâng, và có vẻ như đang muốn vào nhà của game thủ Tiết Như Vũ. Một tên cung R đi thẳng từ khu vực nhà BA của Tiết Như Vũ vào nhà của game thủ MO1 Tiết Như Vũ. BA của Xe Long đang bị giao tranh cùng với cung R của chim sẻ. MO1 đang đẩy lại nhà của chim sẻ nhưng chỉ là 4 con thôi. Tham lai sẻ tụt xuống còn 50. Tên này vác dân đập. Cung R đội bạn đang rất chỉ. Tên quân của game thủ chim sẻ đi công nhà của MO1 thì đang gần như là nằm xuống hết rồi. Tụt tham xuống còn 35. 2K1 sao rồi, tham chỉ 57 thôi. 2K1 đang bắn ở trong ruộng chính của game thủ Tiết Như Vũ. 6-7 con R đang bắn ở trong ruộng chính của Vũ. Nhưng ở nhà của game thủ 2K1 cũng đang bị Tiết Như Vũ đẩy. Tham lai sắp xỉ 60. Vâng, MO1 đang mất nguyên một khoanh ruộng, thêm một khoanh ruộng nữa. Thịt của game thủ 2K1 đang hơi yếu, chúng đang thừa gỗ. Và bây giờ thì bắt đầu bú bãi quả. Hy vọng rằng lượng thịt sẽ dồn lên nhanh để đảm bảo sóc quân. Lâu lắm không xem 98 rồi, tham lai 70. MO7 vẫn đang khỏe. Trận đấu mà Vũ thủ và hỗ trợ cho MO7 là cực kỳ kịp thời từ đầu. Và cũng không thể phủ nhận một trận đấu đánh quá hay và khỏe của game thủ Xe Long. Chúng ta tiếp tục dồn vào và phải dần lại thôi, không ngăn được. Vì thế nhà của Long rất khó để công. Trận đầu nếu như cái đường đi quân của 98 là thuận hơn,
có lẽ rằng Long đã phải yếu hơn rất nhiều rồi, mặc dù là Tiến Thiên Vũ cũng hỗ trợ rất là sớm. Cái đường đi quân 98 bị vướng bởi rừng, đâm ra là hơi vòng vèo một chút. Đội bạn đang bắt đầu dồn lại một lần nữa. Và turn này thì chim sẻ không còn nhiều tha để hỗ trợ cho 98 nữa rồi. Cho nên 98 phải tự mình gồng lên mà gánh thôi. Tự mình gồng lên mà gánh thôi. 2k1, tham lại 61. Mẫu 4 sẽ có thời gian để thở ra, để mà nở ra. 2k1 có công được vào nhà của Vũ không? Cảm giác Vũ đánh khỏe thế. Long cũng khỏe, Vũ cũng khỏe. 98 mất tham là gây. 98 hoảng rồi, mất BA rồi, mất thêm cung rồi. Thôi, khả năng là 1-3. Khỏe thế Vũ ơi, khỏe thế Long ơi, khỏe thực sự luôn đấy. Vãi cả trường. Tơn ấy dâng lên tưởng là tươi rồi. Chim sẻ lên sớm hơn màu 7. Chim sẻ lên sớm hơn màu 7 có một tí thôi. Công nhận trận này Long đánh khỏe thật. Long khỏe mà Vũ cũng phối hợp hay. Em chào bác Ánh Trần Văn nhá. Vâng, trận đấu tiếp theo nào. Chúng ta đến với trận đấu tính là chung kết sớm của chúng ta ở trong thể loại AC này. Quả có luôn dành cho 98 ở đầu cánh, gỗ đầu gần. Bãi quả 7 mắc binh dành cho 98 đạt được BG chính giữa luôn. Đây là sẻ là người đầu cánh. Niệm. Dân rưỡi nhá. Vâng, sẻ dân rưỡi. Đây là game thủ 2k1. Gỗ đầu cũng ổn. Quả đầu có vẻ là 6 cây. Như vậy là một bãi quả 6 cây dành cho game thủ 2k1. Gỗ đầu ok. 98 thì nằm ở trong góc phía 3 giờ. Liệu rằng có đánh theo kiểu rằng là cho 98 có nhà được không? Hay là sẽ một bài 2k1 đi dâng sang nhà cánh của chim sẻ. Nếu mà đánh cho 2k1 có nhà thì sẽ là dâng sang cánh của 98 có nhà thì sẽ dâng sang cánh của game thủ 98. Thế nhà 98 thế nhà khép góc này, dừng có chưa? Trên bản đồ con chưa thấy cái dừng nào. Bắt đầu đẩy về hưu về luôn. Đâu đó khoảng 5 con thôi. Chúng ta đánh hai thể loại, mỗi thể loại chạm 4 thôi anh em ạ, cho nên là cũng không xong thể loại này là nghỉ thôi. Vâng, tính tổng trận thì là mình thắng rồi đấy anh em. Mình thắng rồi. Tính thể loại thì tối thiểu là hòa. Vẫn chưa thấy rừng à? 98 vẫn chưa có rừng. Rất là mong mỏi những cánh rừng để cho 98 có thể đánh cái kiểu dạng là có nhà, cái thế nhà khép góc như này. Chưa thấy rừng. Đã bắt đầu thấy hai cánh rừng ở phía ngoài rồi, đều xa cả. Ồ, cánh rừng này không biết là con vực nó như nào. Ở đây thêm vận may, con vực nó kết thúc ở chỗ kia rồi. Đóng nghét ở cánh rừng này. Đây là game thủ chim sẻ thôi, quay trở lại với người chậm dân. Ồ, hai dân tròn. Đúng tròn hai dân luôn, chậm dân còn chết dân nữa. Thôi, xem ông 2k1 với xem ông 98. Xin phép anh em nhé, trận này chúng ta không xem máy chim sẻ thiểm đầu nhé. Vâng, xin phép anh em là trận này chúng ta không xem máy chim sẻ thiểm đầu. Đã chậm dân lúc đầu thấy quả muộn rồi, lại còn chết dân gặp sư tử nữa. Hãy xem như là chim sẻ trận đấu này, quên chim sẻ đi. Bài 2k1 có quả phụ ở phía trên, có thêm voi nữa này. Rồi, dâng 98 để chúng ta chia 98 có nhà đi. Chim sẻ thì trận này thì để cho chim sẻ cựa lúc nào phải cựa. Kể như nhà 98 mà thế dừng mà mắc binh thêm tí nữa thì đẹp. Vì là chúng ta sẽ đánh theo kiểu rằng là 98 sẽ có nhà, 2k1 sẽ dâng 98. Chứ chim sẻ lên muộn rồi thì dâng chim sẻ cũng chả có tí sát thương nào, chả làm gì. Vừa lên muộn vừa chết dân. Hy vọng rằng với khả năng thủ nhà dẻo của mình thì chim sẻ sẽ cố gắng đỡ được cánh bên kia.
và hy vọng vào cánh bên này. 21 đánh với lại 25 dân kích 7 38 25 dân. Như vậy là cũng có thể gọi là rất là mắc mắc binh luôn đấy dành cho AC. Chậm ăn sen chưa đến hơn 10 giây một chút, tầm khoảng 14-15 giây. Trên đường thì dâng thấy hươu và voi. Vâng, dâng tôi nghĩ là dâng đầu cánh bên kia thôi, cũng đừng dâng vào song song cánh. Phải làm sao để cho 98 khỏe được thời điểm đầu. Và phải bắn người đầu cánh bên phía của 98. Dâng tầm khoảng hướng phía 4 giờ thôi. 5 giờ thôi. Tôi nghĩ tầm này là ổn rồi này. Đừng vào sâu quá. Tầm này thôi. Và tập trung phải đánh cái ông đầu cánh bên phía của game 98. Đây rồi, 1-1. 1-1 đầu cánh nhá. Khá xa. Chuẩn bị đóng nhà điều kiện. Lên đời, BA và BM. 1 lên sớm nhất map. Ai chà. 1 lên ngang với game thủ 2K1. Vâng, kích so với xe chậm một dân thôi, mắc binh. 98 bên này thì cũng đang chuẩn bị kích đời rồi. Thiếu một tí thịt nữa. Và kích đời. À. Rồi, ok, 14-10 với 26 dân. Ở phía dưới thì 98 vừa thấy một bãi quả. Đây, như vậy đây là bãi quả của game thủ 98 để ăn hoang thêm. Một khá xa đấy. Một khá xa. Một nằm ở vị trí tầm khoảng 4 giờ, 5 giờ đổ xuống tầm đấy. Chắc chắn sẽ phải 5A chứ. 21 chắc chắn phải 5A. Sẻ sao nhờ? Cứ thấy mỉm mỉm. Ngủ à? Không thể nói gì. 11 tròn 27 dân thì thôi cũng được. Vâng, 11 tròn 28 dân đấy chứ. Chết 1 đấy chứ. Được đấy chứ. Thế là vượt hơn so với kỳ vọng rồi. Chưa có bánh xe. Ăn chanh luôn với lại màu 1. Ăn chanh luôn. Ngoài đây vẫn đập bịp thật đấy. Ở thế nó dâng đấy. Thế kiểu nó đóng A cao đấy. Dâng sát nhà của đây nó dâng đây rồi. Một dâng A rồi. Dâng cửa nhà của game thủ 21 rồi. Thế này đóng một A trước mặt nhà của 98 à. Vâng, đóng cái kiểu đóng 4A bên này rồi. Một đóng 4A bên này rồi mà đóng 1A bên nhà 98. Đập nhau rồi, vụt nhau rồi. Chế bẩn thế. Vâng, kỷ đông, vâng, cậy đông hiếp ít. Chạy luôn, rất nhanh. Thấy mình có bánh xe và chạy luôn. Bú nốt tí hiu nó chạy luôn. Khả năng là 2K1 sẽ chạy thôi. Đây, bầy hiu này. Đây, đây, có gì không? Không có gì cả. Bãi gỗ đang bị tỉa. Vâng, mình bị tỉa bãi gỗ rồi. Phá BB mà chạy thôi. Giữ dân. Tơn thứ hai nở ra, 98 sao rồi. Vâng, 98 đang bắt đầu đi công vào nhà BA của Tiễn Như Vũ. 2K1. Vâng, thấy bãi gỗ to của Vũ rồi. Đi thẳng lên, đi thẳng nữa đi. BA ở trên đấy. Đấy, thấy rồi đấy. Rồi, vừa chỉ BA cho 98. Và đây là một tình huống vậy. Hay quá em ơi. Tập trung bắn một con một thì mới chết được. Bắn giản giản của đấy chỉ cấu máu thôi. Tiếc quá, ăn được có hai dân thôi. Có vẻ như phía dưới là có thể tiếp tục vẩy được E đấy nhá. Cảm giác cái thế này, vẩy được E này. Không có bóng, chứ mà có bóng là khả năng cao là vẩy được. Có bãi quả đấy kìa. Dân chạy luôn. Dân 1-1 á. Rồi 1 chạy hết rồi. Xẻ bên này thì sao? Vâng, xẻ sang lái 40. Gần tươi. Đối đầu với Sang Long. Ở trong cánh thì đó là Monkey. Đó là vô địch hầu. 4 bắt đầu đẩy cung lên nhà chim sẻ rồi. 1 lại tạt sang bên phía nhà chim sẻ. Vâng, cả 3 nhà đang có mặt ở nhà của chim sẻ. Màu 4 đã tạt sang nhà của game thủ chim sẻ rồi. Màu 7 thì là công cánh. Và màu 1 thì game thủ chim vũ ở trong cánh đẩy ra. Dâng A và được tạt sang. Bắt đầu bắn được một tên UR của màu 4. Vâng, bắt được tên UR màu 4. Thế hai ông ăn chung cánh rừng kìa. Chim sẻ ăn chung cánh rừng với lại màu 1 luôn anh em ạ. Màu 7 đang đẩy lên.
bắt được hết cung R của M7 rồi. Chúng ta đang phải chạy dần ở cái vị trí ăn cùng cánh rừng với lại game thủ Tiết Nhật Vũ. 98 bên này bắt đầu đẩy quân. 2G1 bên này đang bắn được dân của M4. Đang nhậu được một tôn dân ruộng của game thủ Ngô Đình Hồng. Vâng, và là gặp ốp A luôn. Tham chỉ là 37 của game thủ 2G1 mà thôi. Chúng ta đốt được A của game thủ Vô Địch Hầu rồi. 98 đang bắt đầu đút sâu vào trong 7E để bắt tương đồ này của game thủ Vô Địch Hầu. Quân đang nở rất đều đến từ vị trí của M3 game thủ 98 với lại 4 nhà BA. 4 hay 5? Vâng, hình như là chỉ là 4 BA thôi, à 5 BA. Vâng, đang vừa đóng nhà BA thứ 5 thì phải. Chặt gỗ 1. Timeline là 60. Bắt được hết cung R của game thủ Vô Địch Hầu rồi. Vô Địch Hầu đã phải bỏ chạy rồi. 2G1 báo về là phía trong người ta bắn được hết dân rồi. Tươi. Mid E nhá, đóng em mạnh lên. Tìm dân nào. 2G1 đã bắn bay được ruộng của game thủ Vô Địch Hầu rồi. Màu 7 đang tạt sang. 7 sang cứu, xích cổ luôn. Cùng R vẫn chỉ là 7-1. Tham lai là 4-4. Cố gắng đuổi theo nào, có một bãi quả để bạn không ăn. Thích thì lát nữa mình sẽ lên ăn sau. Mà một đang quản lại nhà của game thủ 2G1. Tham lai vẫn giữ con số là 4x. Vâng, đây là nhà của game thủ Xe Long. Vâng, bắn luôn, 98 đang có mặt ở ngay phía sau. Vậy thì bắn thôi, ngại gì vết bẩn. Dí sát vào. Vâng, hai ông dí sát vào mà bắn. Ốp BA của Sang Long luôn. M4 cũng đang sang. Cái lượng quân M4 mang sang có lẽ là không nhiều. Dàn quân ra đấu quân với M4. Chỉ có trên dưới 10 con cung R của M4 mang sang thôi. Có mấy bãi quả đấy, 2G1. Cú đi. Có mấy bãi quả đấy, bú đi. Bắt hết cung R4 mang sang. 98 đang đốt ở phía trong. 98 đang đấu cung ở phía trong. Lên BA của nó, 2G1 rồi. Lên BA. Rồi, dí lên BA. Bãi quả vừa đặt BG xong thì game thủ Tiên Vũ quản luôn. Cay thật. Vâng, đội bạn đang quản rất khó chịu. 2G1 vẫn đang đẩy quân là rất đều. 98 tiếp tục dồn quân lên để ốp bật nhà BA của M7. Chim sẻ giờ này đang ở đâu? Chim sẻ tới nhà M7 rồi. Ốp ba đi 98 ơi. Ai có gỗ cho chim sẻ M8 một tí nào? Một tí gỗ thôi, M8 có đủ gỗ rồi. Ok. Ốp BA của game thủ Xeng Long và chúng ta có dốc. Chơi. Tới này chơi. Chặt có hai rồi, đứng trên dốc đồi cao. Ở trên đồi cao mà đáy xuống. Cửa gì cho Xeng Long? Xeng Long vẫn đứng lại đâu. Xeng Long mất toàn bộ cung R mặt nhà BA. Bắt hết cung R của game thủ Xeng Long với lợi thế trên dốc. Quá lợi thế mặt nhà BA của game thủ Xeng Long rồi và tiếp tục khai thác vào dân của Xeng Long. 98 đang ở mặt nhà BA của game thủ Xeng Long. Đế quân nào, dí sâu vào. Game thủ 2G1 cũng đã có mặt ở đây và Xeng Long đi sai với tỷ số là 2-3. Vâng, chậm dân đầu, chết dân đến từ chim sẻ. Và chúng ta vẫn giành chiến thắng khi mà game thủ 2G1 đi dơ Nga với một map đấu lực khỏe. 98 đánh có nhà. Đấy, ngay từ bảo tôi bảo rồi, hãy đánh theo kiểu là cho 98 có nhà đi, để cho ông sẻ tự thân vận động. Trình có khả năng có, để mà cân cánh không khó đến với từ vị trí của chim sẻ. Cánh bên kia chỉ cần 98 có nhà thôi. Trận này phải hy vọng vào 98 chứ ông sẻ trận này phế vọng là cái gì. Đúng không anh em? Cho ông sẻ phế luôn, để làm cái gì ông sẻ, không tin tưởng ông sẻ. Thắng thua thành bại là do 98 ở trong trận đấu này. Chém gió hay thôi, chim sẻ đã kill nhiều nhất ạ. Không đánh kiểu gì để chim sẻ kill nhiều nhất. Có anh ơi, thắng thua đều có thưởng có phạt anh ạ. Chắc chắn là không rồi. Cũng đang mong tính đây. Không tính. Không tính. Giống như hỏa C đấy, có tính trận đâu. Chào bác Phạm Văn Toàn nhá. Cay thật anh em ạ, cứ trận nào cũng có một ông người gọi là ngủ. Nào có một ông để ngủ, cay thế. Trận trước thì chim sẻ chậm dân chết dân. Trận này thì đến lượt 98 đến lượt 2G1. Đâu ai cứ bị quan đâu. Thôi không phải ý ơi, phân tích tình huống luôn. Giống trận trước ấy, sẽ khả năng là sẽ liệm rồi. Giữ nhà 98 thôi, thắng đây. Thì chả thế.
Nếu mà ví dụ như là trận trước hoặc là 98 hay là 2001 mà như thế thì lại khác. Thế mới bảo là quên xẻ đi, để xẻ cân cánh rồi thì. Và bù lại cho cái việc mà thấy quả muộn thì bên này thì game thứ 2001 đã bắt đầu có voi rồi, có hiêu về nhà chính rồi. Có vẻ như là hiêu min đang hơi giật. Vâng, đang câu voi về với khu vực nhà chính của mình. Cỗ đầu cũng hơi xấu. Có quả sao kìa, đúng rồi, có quả rồi. Tạm thời đồ ăn đang đủ dành cho game thủ 2K1. Đến với màn hình máy của đầu cánh bên kia, đó là 98. Có voi, hai quả phụ này. Tươi. Vâng, thế nhà này, thế nhà 98 là thế nhà đi dâng rồi. Dâng dâng thì chắc là dâng rồi, nhưng mà chưa dâng đi đâu. Dâng chéo cánh cho nó ảo hay là dâng cao. Khả năng là dâng cùng cánh thôi. Vì bên kia thì game thủ 2K1 cũng làm gì có nhà đâu. Thế nhà toang hoang hết. Hy vọng là chúng ta có thể có được lợi thế thời điểm đầu ở ít nhất là vị trí của game 98. Thì tôi nhìn thấy cái map đấu này 98 có một lực rất là khỏe. Làm sao để làm cho game thủ chim sẻ không bị ai đụng vào. Và về sau chim sẻ sẽ là một cái điểm tựa cho đồng đội. Thứ nhất là đồng đội có thể chui vào đấy để mà hồi. Và thứ hai đó là có thể dứt điểm trận đấu với một map đấu cân bằng. Miễn làm sao để chim sẻ khỏe thì cũng rất đơn giản. Rất đơn giản. Kinh đời, như vậy là 8-18 với bài 26 dân. Bài chúng ta là bài lực là ok, hai quả phụ. Hiêu về nhà chính, voi về nhà chính. Đến này thì game thủ 2K1 cũng thế, nhà cũng rất là sâu. Xong chủ động đi ăn quả ra trước đi, bị ăn mất bây giờ. Đây rồi, 6 cây. Xem xẻ nào. Vâng, xẻ cũng có, đang còn một voi. Ơ, xẻ cũng khỏe này, nhưng mà thế nhà trống thế. Thế nhà rất trống. Đánh tại nhà, ở trong này có cái hốc à? Đệ tư ấy. Đang đóng BB. Và tôi thấy là xẻ là đang dồn được nhiều thịt nhất. Xẻ đã chuẩn bị đủ 800 thịt rồi. Bên kia monkey điểm số cao thì không biết là như nào. Vâng, chim sẻ đóng nhà điều kiện rồi. Như vậy là bên kia báo về là monkey lên đời, như chim sẻ tôi chưa lên đời. Như vậy là chúng ta sẽ có hai người lên đời sớm ở trong top sớm nhất, đó là game thủ 98 và game thủ chim sẻ. 98 kích 14-10 và chim sẻ kích 13x39. Xem lại âm thanh thì mình viết. Anh em ơi, anh em cho em hỏi là âm thanh bị làm sao nhờ? Âm thanh em nghĩ là vẫn đang rất là ổn, nãy giờ nó nói liên tục, nói đều. Chín tám sẽ cùng cánh với ai đây? Đây là vị trí đặt bén nhân đôi. 7 à? Đúng không? Một cái bãi đá hay là một cái thế nhà vậy ta? Có một cái chấm màu 7, không biết là đó là đá hay là đó là nhà của màu 7 nữa. Rồi, nhặt được thêm hai voi về nữa. Lực của 98 khỏe lắm. Rất khỏe nhờ. Trên kênh YouTube bị bé tiếng. Ô thế thì chết dở đấy anh em ơi, YouTube phát lậu rồi. Làm gì có phát trên YouTube đâu. Anh em nào mà đang theo dõi cái đấu này mà ở trên nền tảng YouTube thì anh em cho em một cái report nhá. 4-4-3-8, đó là ba nhà lên sớm. Monkey là người lên sớm nhất map. Lên sớm hơn sẻ và lên sớm hơn game thủ 98 tầm khoảng 1 dân. Và đầu cánh của game thủ 98 đó là Sen Long. Đầu cánh của 98 là Sen Long. Ok anh Hiếu nhá. Sẽ tương tác với anh em hơn một chút. Màu 7 lên muộn nhá. Tươi đấy. 7 lên muộn này, nhậu luôn Sen Long này. Thắng trận này đẩy về thế đánh chung kết này. Tươi luôn này. Có quả thêm kìa. Ui dồi ôi, lực ăn hoang của game thủ 98 nó phải là limit. Xong đóng nó kè đi. Chặt quay luôn, đúng rồi, trời ơi, đánh như tôi thời trẻ vậy. Vâng, 5 ma chặt quay luôn anh em. Vâng, 5 ma chặt quay. Vâng, chặt sốc luôn turn 2, ui trời ơi. Đánh
Đánh như thế này thì ai mừng chê được gì? Gì? Nó lên muộn thôi gì? Tách cung R thành hai đao. Đi đâu đây? Cặp BM của họ rồi. BA đóng thụt một chút này. Ai chả khùng luôn ạ. Vẫn còn dân lẻ ở phía ngoài, không biết là kín hẳn chưa. Tơn đầu tiên 5 BA dành cho game thủ Sang Long. Như vậy là họ và chúng ta đều chết một cung R. Điều cung R khéo một chút, dí thêm cung lên. Họ lên sau mình 40 giây đấy. Cơ hội để cho game thủ 98 đòi lại những món nợ ở trong những trận đấu trước. Và game thủ Tiến Như Vũ lại sang. Cay thật. Vũ trong gánh lại đẩy sang. Chà, xong cảnh tiệm. Nếu như Vũ không có mặt ở đây thì mọi chuyện đã là dấu chấm hết dành cho Long rồi. Bên này thì game thủ 2K1 đang đi cùng chim sẻ để dí lên nhà của game thủ Vodico. Bắn Vodico đang điều cũng đỏ lỗi kìa. Game thủ chim sẻ và game thủ 2K1 đang đẩy lên. Và chắc chắn Vodico sẽ không đỡ được nhà, vì đơn giản là không có ai hỗ trợ cho Vodico cả. Bên kia thì Vũ đang hỗ trợ cho game thủ Sang Long rồi. Vodico sẽ là người chết đầu tiên. Bác dân đã đập đến từ game thủ Vodico. Họ đã mất nhà BA rồi. Tham này 54 dí sâu vào trong ruộng chính của game thủ Vodico. Vẫn đang phải điểm lượng quân nhất định để ốp nhà BA Vodico. Vâng, một ông ăn dân và một ông đuổi cung R. Chim sẻ chưa có trận có hai và chim sẻ đang bị chuẩn bị bít nhẹ nhẹ. Đóng nghe đều lên. Bắt được những con dân ở phía ngoài của Vodico. Vẩy em vào. Trời ơi, sẽ vẩy em kìa. Vẩy em vào. Chạy đâu. Vụt. Vâng, vụt. Lượm. Không hề có sự xuất hiện đến từ Tiến Như Vũ ở bên nhà của game thủ Vodico. Và tạm nhận hầu được chưa? Hầu với chúng tôi này, khỉ với chúng tôi này, chỉ là 4 BA đến từ Vodico mà thôi. Tạm lại là 64/98. Màu 1 bắt đầu sang, xích cổ luôn. Can à, can à. Vâng, 8 để ý kìa. À, màu 6 để ý kìa. Đấy, gặp kìa, gặp kìa, gặp kìa. Đây rồi, game thủ 2K1 đang bắn được ruộng và gỗ của game thủ Tiến Như Vũ rồi. Vũ không chạy dân. Thắng anh em ơi, không cửa thâu. Bên này chim sẻ đang dí vào. Và cung R4 đang nằm như ngả dạ. Tham lai 65. Game thủ 2K1 vẫn đang vẩy. Ê, trời ơi, cái khe. Trời ơi, sinh ra cái khe và chạy thoát cũng vì một cái khe. Rất nhiều xác dân của game thủ Tiến Như Vũ chúng ta có thể nhìn thấy. Và kích chặn có hai trượt kìa em ơi. Không, như vậy là xong luôn tuần cung nữa. Có lẽ là sẽ không có trận có hai sớm của game thủ 2K1 rồi. Bắt cung của game thủ 1-1 kìa. Vũ ơi, chạy đâu. Vẫn có cái khe cho Vũ chạy. Tham lai 72. Không cửa thâu. Không cửa thâu dành cho chúng ta. Lâu lắm không xem 98. Tham lai của 98 đang là 40. Lấy tham của 1-1 xong thì dí sang nhà 1-7 luôn. Và dứt điểm trận đấu này đi. Chúng ta đang vẩy e để bắt cung R của game thủ 1-1. Đây là một tình huống vẩy e quá khít của chim sẻ. Không cửa thua và Vũ đi sai rồi. Và đều được chưa? Được chưa? Cả nhà mình ơi, kinh 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 quá hay rồi. Chúng ta sẽ có chung kết ở trong thể loại AC. Thắng hai thể loại nào? Ba trận đã là kết quả tốt nhất của đội bạn ở trong buổi tối này rồi. Chỉ được cho phép thắng ba trận thôi, không có cửa. Tỷ số sẽ là 4-3 chứ. Ba đều rồi đấy. Cố lên anh em ơi. Năm sáu kèo thông thua rồi. Nền đất trắng tinh dành cho 98. Sẻ nằm đầu cánh, nền đất cũng hơi vàng. Game thủ 2K1 gỗ đầu ổn ổn, nền đất đẹp nhất trong cánh. Tôi đang lo sợ 98 sẽ có một chỗ. À đây quả đây rồi. Vẫn ổn. Vâng, vẫn chấp nhận được. Chỉ sợ cái là sẻ xong rồi đến 2K1 rồi trận này sợ 98 chậm dân. Thôi thấy bãi quả là cũng ổn rồi. Bên kia là có một nhà 2% Tiến Như Vũ đấy. 2% thời điểm đầu là cũng tương đối là cũng rộng rộng đấy. Đây là game từ chim sẻ. Là người cầm người nằm ở vị trí tầm 5 giờ có hiêu. Vâng, cái vị trí ăn gỗ thời điểm đầu thì lại đúng cái hướng lùa hiêu về. Em chào anh Trịnh Giang nhá. Chúc anh Trịnh Giang và tất cả anh em lát nữa ngủ ngon nhá. Tiếng game vẫn có mà anh em. Tiếng game vẫn có mà vẫn chuẩn đầy đủ chứ. Xin phép anh em ta đến với chương trình quảng cáo đầu trận một chút nhá. Để lát nữa tập trung vào trận đấu hơn. Tránh bị phân tán khi mà tập phút thứ 8 của đi. Tinh dầu sang miệng Inox Cuboret thơm mát và sạch khỏe cho khoang miệng của bạn. Là một... Bấm nhầm đấy. Anh em đợi tí em. Em vừa bấm nhầm. Donna, 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 Donna,
Và Quang Hiểu chết giữa đường, hơi tiếc. Tinh dầu răng miệng Inot của Bored thơm mát và sạch khỏe cho khoang miệng của bạn. Là một trong những sản phẩm cao cấp của thương hiệu Quyền Phi Công Mình Thích, tinh dầu răng miệng Inot của Bored đã đạt được sự tin tưởng và ưa chuộng của rất nhiều khách hàng với hiệu quả chăm sóc răng miệng tuyệt vời. Với sự kết hợp hoàn hảo của 6 tinh dầu tự nhiên, Inot của Bored có khả năng loại bỏ hầu hết vi khuẩn gây mùi trong khoang miệng và giúp bạn có một hơi thở thơm mát suốt cả ngày. Hãy trải nghiệm sản phẩm ngày hôm nay để chúng tôi có cơ hội làm hài lòng bạn. Ok, như vậy là chúng ta sẽ quay trở lại tập trung vào trận đấu này. Map đấu tôi đang chưa thấy nhiều đồ ăn dành cho chim sẻ. Thế nhà đầu cánh có 2 bầy hươu. Vâng, rừng là rừng dừa ở phía cạnh bầy hươu phụ. Trên này là rừng thông này, vị trí đầu nằm ở đây. Hy vọng ở chỗ này có quả phụ. Có không? Có đi để cho lực khỏe cái, lực vẫn chưa đủ. Chưa có đồ ăn. Đây là thì 98 sao? 98 là người mà nằm ở vị trí hướng phía check lên 10 giờ. Có đôi voi dành cho game thủ 98. Như vậy là một bầy hươu đâu đó 6-7 con, cộng với lại một vị trí có voi. Két đầu đóng ở đây, gặp sư tử ở phía ngoài, con sư tử lẻ. Vâng, phải thay người thôi, con đầu dân này hết máu rồi. Game thủ 2-1. Có quả phụ ở phía trong, thế nhà đẹp, thế nhà rất khung. Vâng, thế nhà của game thủ 2-1 là thế nhà rất là khung. Rất nhiều rừng xung quanh, dân ở phía trong kéo vào ăn quả. Ở phía ngoài thì cái bầy hươu khá gần với rừng. Và liệu rằng có đặt thêm cái S nữa để ăn nhân đôi không? Tôi nghĩ là cũng để mà ăn gỗ ở đấy thì cũng rất là nguy hiểm. Cho nên là tính toán, nếu mà không cần thiết quá thì cũng không cần ăn gỗ ở đấy. Mà nếu mà tự tin thì sẽ vẫn là một chiếc S nhân đôi ở phía ngoài. Bãi quản là 5 cây dành cho game thủ 2-1. Chim sẻ bên này thì sau khi mà đi dò đồ thì đã tìm thấy thêm một đồ nữa và đã đủ đồ. Khi mà thấy đồ ăn tiếp theo đó là bãi quả ở phía ngoài, sẽ có thêm một chiếc bét nữa. 26 dân 8 tròn. Đây sẽ là chiếc bét nhân đôi. Hiệu này là 5 con. Vâng, ok. 26 dân, 8 tròn, 10 tròn, 10, 30. Khá tốt. Trận đấu lúc đầu lại nhìn thấy cái map đấu là nhìn thấy cũng chỉ sợ là không đủ lên đời thôi. Hiêu về nhà chính là hiêu đâu đó là 6 thì phải. Màu 4, 4 dân, 4 dân, 4 dân. 4 là vô địch hầu. À, đập, 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 đập nhá, đập nhá, đập nhá. Đây là BB. Không biết là họ đi dân này là mình được đập không hay là phải đóng nhà mới được đập. Hình như là đi vào trong nhà mình là mình được đập đấy. Cái này là tôi cũng không có những tình huống gọi là xui đâu nhá. Chết dở lại biết đâu lại vô tình lại không được đập sau lại bảo lại tại mình được viên xui chết dở. Tôi đang hơi phân vân là khi mà người ta đi dân ngang qua nhà mình thì có được đập không, hình như là không. Vì là nếu như mà hai nhà mà gần nhau, chẳng lẽ người ta đang đi dò mà mình đập người ta thì nghe có vẻ hơi vô lý. Chắc là phải đóng nhà thì mới đập. Phải có móng nhà vậy cơ. Màu 4 dâng lên, chưa biết đầu cánh hay trong cánh. Vâng, kích 13-15 giây dành cho game thủ chim sẻ. Thêm cái S nữa được đóng ở cánh rừng này. Đâu đó gần nhà của chim sẻ sẽ là một tình huống đi dâng A của vô địch hầu. Ừ, khả năng là 4 dâng giữa hai nhà đấy. Nhưng mà gần nhà sẻ hơn em ạ. Và nó bắn sẻ đấy chứ đó. Chứ nó... 1-2 dân à? Ôi, tươi anh em ơi! Cố lên nào! 1-2 dân. Đây là 98. Vâng, 98 dâng vào tít trước mặt phía 3 giờ. Nhà 98 đang có khá nhiều voi về nhà chính. Vâng, chim sẻ khả năng đi tìm BA nhà màu 4 thôi. Tìm BA màu 4. Có check bằng móng nhà được không? Đây là BA. Đây rồi. BA của game thủ vô địch hầu rồi. Đấy, cứ phải tư vấn cho thì mới thi đấu được. Nếu mà Mạc không bảo khả năng nó không check được BA sớm như vậy đâu. Không, nó đóng theo kiểu là mỗi nơi mỗi cái nhá. Nó đóng, nó sợ mình nhốt A, nó đóng mỗi nơi mỗi cái này. Chưa thấy nhà BA tiếp theo của game thủ vô địch hầu ở đâu cả. Ơi giời, con voi. Không, thực ra con voi này cũng xa, để mà tìm được con voi này cũng không phải là dễ. Đây, dân của họ đây rồi. Ý, đóng A đâu đấy, người anh em ơi. Người anh em thác lôi đóng A đâu đấy. Đứng lại xem nào. Hèn thế. À đây rồi. Ơ, lại vòi. Ê, cái định mệnh sư mới chẳng tử.
đang cái lúc vào nước sôi, đây lại cắn tiếp nhá. Đang cái lúc nước sôi lửa bỏng. Một báo về là 3 giờ, một chết hai dân. Vâng, đây là 98. 4 trong cánh giờ Nga. Vâng, 1 3 giờ, bắn ai trước? Khả năng quản 4 trước. Một thì chết hai dân, khả năng cũng lên bình thường thôi. Bên này thì game thủ 2-1 sao rồi. 2-1 chốt BB ở đây. Cái chỗ hướng BB là hướng nhà BA của họ luôn đấy, thốc thẳng nhà chim sẻ. Ý là đập dân. Đây, 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 BA của nó đây. Ê, nhậu hai dân sang Nga của game thủ vô địch hầu. Và BA vô địch hầu đã nở. Chúng ta không quay được BA của vô địch hầu vì vô địch hầu đang đóng mỗi nơi mỗi cái. Đây là game thủ chim sẻ đang đuổi cung R của game thủ màu 4 vô địch hầu. 2-1 đâu rồi? 2-1 đây, 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 bên trên đó là BA của 4 đấy. Đấy, đây là bên trên ngay cái vị trí đi quân đấy là BA của game thủ vô địch hầu. Và gặp cung đỏ lẻ của vô địch hầu. Chim sẻ thì sao? Timeline 38 xem 98 dâng Nga. Bị màu 7 đang đẩy cung R bắn vào bãi quả. Màu 4 chạy dần rồi, đang đứng giữa ruộng của game thủ vô địch hầu. Vâng, rất nhiều dân của vô địch hầu đang chạy. Timeline là 32. Vâng, màu 4 bắt đầu yếu rồi. Những cái cơ sở chính của màu 4 đã phải chạy rồi. Chúng ta nhìn thấy một bãi quả lát nữa lên đây ăn hoang và có đủ gỗ 7E. 98 ơi, 98 ơi, 7E bao. Không có tay trong tình huống vừa rồi và đội bạn đã chạy được rồi. Một đơn dần siêu to. Màu 4 lại kéo cung R về thủ á. Thật kinh với tình huống vừa rồi mất. Ăn mới đuổi tên cung R đấy thôi. Tên nông dân đấy thôi. Vâng, một ôi trời ơi, mất bãi quả. Đau. Đúng là cung R ấy Zidane. Họ cắn cung R ấy Zidane. Màu 1 chạy thẳng vào nhà màu... Màu 4 chạy thẳng vào nhà màu 1 rồi. 4 chạy hết dân vào nhà màu 1 rồi. Chúng ta mất đi cái bãi quả, mất đi bao nhiêu lực đấy. Làm lại chỉ 30 thôi. 2-1 đang đối đầu với lại màu 7. Màu 7 bắt đầu đi công quân cao lên cái khe rừng và game thủ 2-1 đang cố gắng để án ngữ không cho 7 đi xuyên qua. Chim sẻ đang đốt A của màu 4. Chim sẻ đang đốt A của 4. Thằng 4 chạy hết dân vào nhà màu 1 rồi. 4 chạy hết dân vào nhà màu 1 rồi đấy nhá. Đốt hết A ở trên nhà của mình đi. Sau đấy thì gom quân và dí thẳng vào nhà màu 1. Trận đấu này màu 1 nằm trong 3 giờ ấy. Nhà khung kém góc. Cái thế nhà chim sẻ này khả năng là không đánh lâu được đâu. 98 tham 33. 2-1 tham lại 54. Đi quân thôi em ơi, 2-1 ơi. Đi quân đẩy vào 1 thôi, sẻ đẩy rồi. Bên kia quay lại quay đánh em đâu. Không ai đánh em cả, 7 móc sẻ kìa. 7 đang móc sẻ ngay chỗ gần nhà B, hướng BA lúc nãy của bộ 4 đấy. Một báo về đang đốt nhà BA của game thủ 98. Vâng, đây là một tình huống mà 2-1 tới chưa? Tới chưa em? Gặp quân kìa đấy, gặp quân kìa chơi. Vâng, chơi luôn. Đuổi theo, bắt tấn công này của 16. À 17. Game thủ chim sẻ đang đuổi theo. Timeline là 62. Chưa vào được. 2-1 đang bắt quân 17 ở nhà đấy. Timeline là 66 của chim sẻ. 2-1 timeline là 60. Đang đuổi cung R 17. Như vậy là có vẻ như là sẽ không đi cao nữa mà đứng thủ. Vẻ vào. Tốt. Tôi đấy vẻ tốt. Bắt được đâu đó khoảng 4 con. 4 con cung R của 17. 98 báo về là màu 7 đánh Nga rất là cao. Màu 7 coi như là đi dơ Nga. Như vậy là đội bạn thì còn mỗi màu 1 khỏe thôi. Màu 7 cũng là người đi dơ Nga cho nên là cũng không khỏe. Nhà của chỗ bãi đá đấy. Đi thẳng ra. Em cứ lao thẳng nhà chính của 98 là tới. Vâng, 2-1 bắt được bãi hoa màu 7. Đấy, nhà BA ngay bên dưới luôn. Em chạy quá rồi, chỗ bãi đá đấy. Hay quá. Đấy, đây, đúng rồi, hướng đấy, hướng đấy. Hướng đấy là BA của màu 7. Đấy, gặp kìa, gặp BA 7 kìa. Gặp BA 7 kìa, đấy kìa. Đấy, BA 7 luôn. Ok, như vậy là sẽ khóa BA đi dâng của màu 7. May quá, họ đi dâng Nga vào đúng nhà dâng Nga của mình. Đâm ra là nhà mình không có gì để bỏ nhà luôn. Đây là màu 7 cũng không có nhiều sát thương ở trong trận đấu này. Và đây là sẻ. Sẻ tham lai là 80. Sẻ chỉ cần đứng quân để không cho màu 1 tiến như Vũ đi quân ra khỏi map đấu này thôi, ra khỏi nhà thôi là tươi rồi. Màu 4 đang hồi ngay trong nhà của game thủ tiến như Vũ. Tên này họ lao ra. Vâng, mang hết quân ra đây. Sợ quá cơ. Sợ thế. Vâng, phải bắn cho đỡ sợ thôi. Cung R chúng ta đang xếp hình là đẹp hơn hẳn so với lại màu 4 và màu 1. Tiến như Vũ đang rất tự tin. Không, lý do tự tin là họ có quân kéo thêm. Chúng ta cũng không phải là ít. Tình huống vừa rồi là tình huống mà game thủ Tiến Thiên Vũ cũng đã thiệt hại là tương đối nặng. Trong những giao tranh vừa rồi chúng ta có thể nhìn thấy kìa, toàn sắc cung R của game thủ Tiến Thiên Vũ mà thôi. Có ai hỗ trợ không? Tên này chim sẻ khả năng cao là phải cận sự hỗ trợ. Hỗ trợ chim sẻ đi. Chim sẻ đang bị ba nhóm ốp này.
21 sang luôn đi. 21 sẽ phải sang luôn. Nếu như không có sự có mặt của mùa 7 thì đội bạn không có cửa. Chúng ta có thể nhìn thấy rằng là mùa 1 hết sạch cung rồi. Quá khỏe dành cho cung R của chim sẻ đầy nắng. Vâng, game thủ 98 báo về là mùa 7 đã fit rồi. Không muốn chuyển sang máy của game thủ 98 khi mà ta đang tập trung đối đầu với lại cả ba nhà bên kia. 21 tới chưa? Lâu thế. Nhà chính đây, đấy, 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 bắn. Thêm quân lên. Mang ít thế, có ai đẩy em đâu, cố gắng lên nào, đẩy lên. Tuấn cung ở phía sau đang chuẩn bị tới rồi. Lao thẳng vào đây bắt cung R của game thủ Sa Long. Chúng ta đã rất cần chiến thắng rồi anh em ơi. Check thật kỹ xem một có đào vàng không nhá. Đây là màn hình máy của chim sẻ, timeline tụt xuống còn 4x. Nhưng mà 1-1 cũng đã phải đánh đổi rất nhiều cung R. Với lại những tình huống đấu quân cùng với game thủ chim sẻ, 1-1 đang bắt đầu dồn thêm quân cao lên. Đây là game thủ 2K1. Có nghĩ tới việc đào vàng không? Và đã bắt đầu đào vàng rồi. Bắt nốt cung R của 1-7. Bắt nốt cung R 1-7 phía trong mép bản đồ. Không biết là họ đã chạy đi đâu. Tăng đều A lên, tăng đều ruộng lên. Chim sẻ timeline đang là 7-46. Có bãi quả để chim sẻ bú thêm. Bốn còn vài cung R thôi. Đây là một tên cung R to của 1-7. 1-6 tới rồi, bắn đi em ơi. Bắn đi kìa, chết kìa, ở trên kìa. Vậy hay vào, dí vào. Rồi, trời ơi Long ơi. Cay Long lắm rồi. Vâng, rất cay rồi. Tình huống mà Long đã bị đưa vào trong. Vâng, chốt cửa thả chó. Bắt hết cung R của Long. Và tên này sẽ ra sao nếu ta dí 1-1. Dí luôn nhà của game. Bắt bắt, ê, cung đấy kìa. Gặp. Phải em không? Hay quá em ơi. Vỗ tay. Quýt chưa? Quýt chưa? Đít lên lại đít. Mày nào cái ông sẻ. Kính mấy ông sẻ hồ đít à. Rồi ơi. Ngáo à. Đít sao được mà đít. Bậy. Thế trận đáng tươi để kêu đít chứ rồi. Chết tôi không rồi chứ. Đang mê được không? Vâng, dí đi. Dí đi. Bục rừng chưa? Chỗ BB họ bục rừng chưa? Sẻ ơi. Ê, bục rừng rồi. Có vẻ như chim sẻ bắn nổ ấy thì đúng hơn, không phải là bục rừng. Từ từ, rút ra. Rút ra, bắn. Tiếp tục dí vào, sóc đều quân lên. 2K1 đang dồn quân lên rất đều đến ốp nhà BA của game thủ Tiến Như Vũ. Mid em ơi, mid em kìa. Biết rồi, nhà thấy rồi. Lượng cung R của game thủ Tiến Như Vũ tôi nghĩ là không đủ để thủ mặt nhà BA để neutral luôn mấy Vũ. Game thủ 98 tới rồi. 98 mời lao vào trong em ơi. Lao vào trong để ăn dân của game thủ Sắc Long, của game thủ Thiên Nhân Vũ. Tiếp tục đấu. Chim sẻ bên này có rồi được mặt nhà BB không? Bắn nổ BB mà vào. Vâng, bắn nổ BB mà vào. Mô 4 vẫn đang cố gắng để thủ. Mặt bên này thì game 2K1 và game thủ 98 vẫn đang quá nhiều lợi thế trước mặt nhà BA của game thủ Thiên Nhân Vũ. Và 98 đóng cả. 98 đóng cả. À không, sorry anh em, 2K1 đóng cả. Quá hay. Công thắng của tôi đây rồi. Cửa nào chơi bán nữa. Kích 4 đi. Khả năng đánh chậm lại anh em ơi. Đánh chậm lại một tí. Đông cửa thâu rồi. Đẩy được bạn quýt sớm bây giờ. Hãy để cho 2K1 có hot đã. Từ từ, bình tĩnh. Kích 4 rồi. 98 bên kia là báo 98. Xem nào. À, 800 vàng rồi nhá. 1-1 800 vàng đấy. Phải bắn yếu đi đấy. Đừng có gây dây quá. Nếu như soi tham mà bên kia, nếu mà bên kia mà soi tham thì tình huống vừa rồi mà 1-1 không đào vàng thì gây thôi. Nhưng mà 1-1 đào đủ vàng rồi thì không thể gây dây được. Dí thêm vào đi, ít nhất là bắn cụt được bạn đi, bắn que được bạn đi. Quản lại 1-7, báo về là 7 đang hồi. Chúng ta sẽ quản lại, quản sẽ là đến 12 giờ. Bụng ra ngoài, ăn mạnh vàng ở phía ngoài. Gỗ tầm này cũng ăn ít thôi, đang kiếm tốn rồi, gỗ tầm này không cần. Một nhỏ hơn so với game thủ màu 6 2K1 tầm khoảng 1/4 tham. Chúng ta là lead 2 của bạn tầm khoảng chưa đến 100. Báo về là 1-7 đang hồi 12 giờ. Đó là tình huống thông tin đến từ 98. Game thủ chim sẻ tham lai 63. 2K1 đã bắt đầu đẩy một tuần cung siêu to để quản lại 1-4 và quản lại 1-7 thu hướng nhà 4 lên. Hướng 12 giờ. Chưa có tay tăng nhiều BA thì phải lên chặn gỗ, lên bắn chặn và sau con. Đã có gần 10 nhà BA đến từ vị trí của game thủ 2K1 rồi. Chắc chắn là chúng ta lên 4 sớm hơn so với đội bạn. 1-7 đang móc nhẹ vào nhà của game thủ 2K1 từ vị trí hồi của game thủ 98. Tên này là có, quân đã mang ra rồi. Tên này là tên thông thẳng lên nhà 1-7, dí vào. Đây là ruộng và BA của game thủ Sang Long. Cay lắm rồi, nãy giờ là 2K1 bị Long bắt đạn liên tục. Trận này thì Long sẽ phải trả giá.
Vâng, hạ hết quân lên đây Long ơi. Chuẩn bị có chặt gỗ ba, chuẩn bị có bắn chặt rồi đấy. Vẻ vào ruộng của chúng tôi, à ruộng của Long này. Tham lai là 45, 145 dành cho hai cái boss. Ruộng này của Long đã bay. Khả năng cao là tầm này một cũng chuẩn bị hóa 4 rồi. Tôi đoán là như vậy. Vì bên kia đã đào được củ vàng, lúc chúng ta vừa đi 4 xong. Bên này thì chim sẻ đang giao tranh với lại vị trí từ phía nhà chúng ta lên nhà của game thủ 1. Phải đi qua cái vị trí đứng thủ của game thủ 4, game thủ vô địch hậu. 2.007 vàng rồi. Một vừa lên 4 xong. Khi mà cung R của game thủ 21 và hot của game thủ 21 đẩy tới thì bắt đầu gặp hot của 1-1 kìa. Bắt luôn. Bắt luôn. E của ai đấy? Ui, E của sẻ à? Tốt. Chặn của bà đã có. Bắn chặn tôi nghĩ cũng đã lên rồi. Thịt đang hơi ít nha. Vâng, có kẹp cả ca thì kẹp gỗ đặc thừa. Ra thêm một lượt ruộng đi, để ý quân một chút nào. Em đang có quân để quên với nhà 14 hay sao kìa, luận kìa. Đúng không? Đấy, dí lại 14, quản lại 14 đi. Con này không kịp để ý, hot được bạn mang sang. Vàng có vẻ yếu thế nhở. Ăn mạnh vàng lên. Quản lại cả 17 nữa, chim sẻ đào vàng chưa? Hay là vẫn là chỉ là một tình huống sóc quân 13 thôi. Tham lai chim sẻ cũng chỉ là 55 thôi. Đấu quân liên tục với 14 là cái khe. Và với một thế nhà gần như thế này thì chắc chắn là game thủ 1 đẩy ra và bắn chim sẻ luôn. Đi về E kìa. Vẫn cần phải để đều tay lên nhá. Để đều tay lên một tí. Không thì để cho 1-1 có thời gian để mà đẩy quân được. Cảm giác gỗ đang rất thừa. 1-4 đang đẩy quân. Bơm gỗ cho 98, bơm gỗ cho 3. 1-3, bơm gỗ đi, bơm gỗ đi. Ra thêm ruộng đi. 1-7 là không có khả năng hồi trên 12 giờ nữa rồi. Xem cái tên quân đấy kéo hết xuống vào nhà 1-4 một tên. 7 không hồi đâu. 7 không hồi được. Tham lai là lead 3. Đóng thêm E nha các mốt ơi, để chuẩn bị full time đấy. Đây là ruộng 1-4 này. Đóng thêm E rồi ra thêm ruộng đi. Hot của game thủ Tiễn Thiên Vũ đang khá đều tay. Xẻ 18 ở trên đầu ấy. Một tên cung R khá to của game thủ vô địch hậu. Làm sao tuốt lên tham 200 được không? Có thiếu cái gì không? Thịt vẫn đang hơi ít so với lượng gỗ. Vẫn chưa có tay để mà giảm bớt dần gỗ đi. Sử dụng đều tay nhá. Tầm này đừng có để lỗi gì đấy. Mùa 4 đang đi một tuần quân. Có cả mùa 7 đấy nữa. Mùa 1 đang ra ăn vàng này. Quản vàng đi. 98 có tay quản vàng bên nhà thằng 4 nhá. Quản chặt đi, không cho 4 ăn vàng bên đấy. Không cho mùa 1 ăn vàng bên đấy. Vàng bên nhà sẻ thì cũng sẻ dữ rồi. Như vậy là đội bạn không được ăn vàng trong trận đấu này. Đội bạn chỉ được phép ăn vàng ở trong nhà của họ thôi. Mùa 4 vàng bên nhà mùa 4 là game 98 quản. Vàng bên nhà của sẻ thì sẻ tự quản. Và cần thiết thì sẽ được nhận sự ok đến từ hot của game thủ 21. Đây là một tình huống bắt hot của game thủ Tiễn Thiên Vũ. Vâng, bắt hot của Vũ. Vũ bị bắt một tên hot to. Và thậm chí dân vàng ở đấy cũng sẽ bị chơi luôn. Mẫu 7 đang hồi lại 12 giờ. Cái tên quân đang thả đến 12 giờ đã bị bắn rồi. Đây là bãi vàng mà game thủ Tiễn Thiên Vũ đang quyết tử để thủ. Chúng ta sẽ tiếp tục đẩy ra. Không biết là nếu mà có tay check lại một tên đào vàng xem đã nâng chuẩn chưa. Cảm giác lượng vàng vẫn đang rất ít. Mình sợ là cái công nghệ đào vàng mình không nhìn rõ, bằng như vậy là nâng chuẩn rồi. 21 vừa có tình huống check lại công nghệ đào vàng và đã có công nghệ đào vàng 2. Như vậy là yên tâm rồi. Rõ nhất là cái việc chúng ta lần trượt thôi. Và quên nâng hoặc lần trượt. Chúng ta phải làm sao để cho bạn không ăn được bãi vàng này. E đội bạn không có vàng. Họ đang tiếp tục đẩy hot ra để chiếm hai bãi vàng ngay trước mặt nhà của game thủ Tiễn Thiên Vũ. Vàng đang rất khôn. Rất mạnh dân vàng nào. Đây ăn vàng đi, ăn vàng mạnh lên. Bạn phải 6 bãi vàng vào. Ở nhà mình luôn nhá. Có 4 vào một tên nhẹ. Phải e vào. Có lẽ nó không cần phải kéo quân về khi chim sẻ đuổi ngay phía sau rồi. 98 hồi tham lai 73 thôi. Quản chặt vàng vào. 98 sẽ là nhiệm vụ quản từ 12 giờ về đổ về nhà 14. Từ 12 giờ đổ về 1 giờ. Để không cho 17, không cho 4 hồi. Hay quá, vỗ tay. Như vậy là chúng ta đã giành chiến thắng ở trong buổi tối ngày hôm nay. Hai thể loại với tỷ số là 4-0 và 4-3. Cứ tưởng rằng thể loại Zidane chúng ta sẽ thua khi mà đội bạn đã dẫn trước là 1-3 rồi. Nhưng mà sự xuất thần đến từ cả ba game thủ trong một buổi tối thi đấu rất chuẩn chỉ và
tỏa sáng đến từ cả ba game thủ chúng ta thì đã giành chiến thắng ở trong thể loại thứ hai, thể loại Zidane, khi mà chúng ta gọi là bật thành công 1-3 và là 4-3 là tỷ số cuối cùng. 2-0 là kết quả cuối cùng ở trong buổi tối ngày hôm nay. 4-0 và 4-3. Một lần nữa thì cảm ơn tất cả anh em và chào tất cả anh em, hẹn gặp lại tất cả anh em ở trong các buổi đấu tiếp theo vào ngày mai. Cảm ơn bác Đặng Sơn đã gửi tặng 100 sao nhá. Lịch về ngày mai thì có vẻ như là chưa có anh em ạ. Cũng đang muốn cập nhật luôn cho anh em nhưng mà chưa có. Đỏ cái gì? Chưa thấy đỏ chỗ nào luôn. Vâng, tỷ số là 2-0 nha anh em. Chào anh em, hẹn anh em vào ngày mai nhá. Serum Inot sạch hồi nách, gần khoảng cách.